Lam và Quỳnh Linh xin kính chào quý vị. Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Hy vọng ngày hôm nay chúng tôi sẽ kết nối những cặp đôi đang tìm một nửa yêu thương của họ để đi đến bến bờ của hạnh phúc. Và chương trình sẽ được phát sóng vào lúc 17:50 thứ Bảy và 22:30 thứ Hai hàng tuần trên kênh HTV7. Thưa quý vị, chương trình xin trân trọng cảm ơn nhãn hàng Toshiba Việt Nam, Toshiba đỉnh cao chất lượng Nhật Bản đã tài trợ thực hiện chương trình. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ mời cặp đôi đầu tiên bước ra sân khấu để trò chuyện với lại quý vị. Xin mời. The Great Wave Toshiba. Tôi thấy lặng lẽ vườn sâu hè. Tôi thấy ngày ấy tìm đến đây. Tôi thấy thành thang như mây trời dần dần cứ xa rời tôi. Con cũng không có ưu điểm gì ngoại trừ cái gì con cũng biết hết á, từ nấu ăn, thể thao cho đến là mang lại niềm vui cho mọi người. Mối tình của con là con, nếu mà mối tình chính là 2, mối tình phụ là 20. Trời ơi trời, phụ gì mà tới 20 lần. Wow, xe Yamaha Sirius Si 2021 hoàn toàn mới, thiết kế mới hiện đại, động cơ siêu mạnh mẽ, siêu tiết kiệm nhiên liệu. Mua xe mới, hãy mua xe Sirius Si 2021 hoàn toàn mới. Xin được mời nhà gái. Wow. Mời nhà trai. Dễ thương quá. Ngồi dễ trai. Đây. Nhà gái hôm nay có một điều rất là đặc biệt cho nên chắc có lẽ là xin phép được mời nhà gái chúng ta giới thiệu về mình trước. Dạ, thì lần đầu tiên thì cho em xin phép gửi lời chào đến chị Ngọc Lan, anh Quyền Linh và các bạn xem đài cũng như là các bạn anh chị khán giả đang có mặt trong trường quay ngày hôm nay ạ. Xin chào nhà gái. Nhà gái hiện tại đang sinh sống và làm việc ở đâu cơ? Hiện tại thì em đang sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh luôn ạ. Em làm nghề gì? Em đang làm nhân viên văn phòng và là diễn viên tự do ạ. Hèn gì tôi thấy tôi nghi nghi lắm, làm nghệ thuật đây nè. Tên là gì? Em tên là Gia Linh ạ. Giới thiệu bên đây tên là Quyền Linh. Gia Linh sinh năm mấy vậy? Em sinh năm 97 ạ. 97. Mời nhà trai. Dạ, con chào chú Quyền Linh. Xin em chào chị Lan. Em chào quý vị khán giả đang xem đài. Em chào nhà gái nha. Dạ, con tên là Đào Nhật Minh, 25 tuổi, hiện đang là diễn viên sân khấu kịch Phú Nhuận. Trời đất. Để tôi qua tôi coi coi cái mặt có quen không mà. Đồng nghiệp nè. Sân khấu của bà Bầu Hồng Vân. Hello cưng. Hello chị. Trời ơi, chào cái sơm tụ dễ sợ luôn. Không quen luôn. Không quen luôn, đúng rồi, chưa diễn chung bao giờ. Dạ. Bây giờ quen. Dạ, giờ quen. Ưu điểm của em là em rất là thích nghệ thuật, em rất là thích đàn, thích hát. Em rất là thích pha trò cho người này người kia. Thấy hôm nay là nhà gái có đem cây guitar lên sân khấu thì chắc có lẽ là sẽ để cho nhà gái show cái ưu điểm của mình ra. Rồi, đó là biết đàn, đi. Biết hát nè. Chắc là em xin phép gửi đến bạn nam bên kia cũng như là các bạn xem đài cũng như là chị Ngọc Lan và anh Quyền Linh á. Bài hát em thích nhất là bài Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh. Em xin phép được đánh cũng một đoạn nha mọi người. Tôi
thanh xuân cũng như mây trời. Lối về quen có chẳng nếu bước chân tôi về, có còn hôm qua ở đó. Hết ngày âu lo rồi bỗng mãi hôm nay về, thấy hoa vàng ở trên cỏ xanh. Thật sự không biết quý vị khán giả sau khi xem những cái hình ảnh vừa rồi thì có cảm giác như thế nào. Nhưng riêng Ngọc Lan, nếu như Ngọc Lan là ngồi cái ghế đỏ ở bên kia là Ngọc Lan bấm nút liền. Cái hình ảnh nó rất là đẹp, rất là dễ thương với một cái bên đây ta phấn khích luôn á. Mọi người một chút, tại vì do em hơi run quá cho nên là em đánh hơi chật nhịp sai lời. Mời quý vị khán giả đó xem chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò cùng Quỳnh Linh và Ngọc Lan. Chương trình được phát sóng vào lúc 17:50 thứ bảy và 22:30 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 và kênh YouTube MCB Media. Nói một cái lần tới một tí xíu lại quên liền. Rồi ngoài ra thì còn gì nữa không? Tính em thì chỉ có mau quên, với lại là em hơi lề mề một tí xíu thôi. Nhưng mà em có một cái rất là hay mà cái này là mọi người cũng công nhận á, em hay quên thôi, nhưng mà đường đi em nhớ rất là rõ. Em qua nhà bạn em, qua có đúng một lần duy nhất thôi mà 4 năm sau, 5 năm sau em vẫn nhớ đường em qua bình thường. Nói chung là tạm thời thì nhà gái chưa có khuyết điểm gì hết trơn trọi á. Giờ tới bên nhà trai đi. Ưu điểm khuyết điểm nói cho nhà gái nghe kìa. Dạ con thì con cũng không có ưu điểm gì ngoại trừ cái gì con cũng biết hết á, từ nấu ăn, thể thao cho đến là mang lại niềm vui cho mọi người. Rồi có gì điểm yếu không? Dạ điểm yếu của con thì chắc cũng nhiều lắm. Con có thể con bị hơi tăng động á. Dạ. Con hơi tăng động đó. Tăng động cũng tùy theo chỗ. Dạ. Nhiều chỗ tăng động quá nó tăng xong là mệt lắm đó nha. Nghe không? Rồi còn gì nữa? Dạ, một cái nữa là con bị trả tin á. Con tin lời người ta xong con mới ngồi con nghiệm lại. Tức là đưa tiền người ta xong tôi sách đi xa thiệt xa mới nhớ lại. Dạ, con bị lừa một lần rồi. Là xong xuôi hết rồi con mới ngồi con nhớ lại là lúc đó làm game á chú. Đưa tiền xong xuôi hết rồi xong người ta lấy tiền đi mọi người trắng tay. Con bị lừa chừng 2-3 lần thì con sẽ có kinh nghiệm thôi. Tự mình rút kinh nghiệm thôi ha. Dạ. Con có mấy mối tình rồi? Dạ mối tình của con là con nếu mà mối tình chính là 2, mối tình phụ là 20. Trời ơi trời. Phụ gì mà tới 20 lần? Dạ không phải, phụ là vô vai tình cảm rồi đôi. À là gia diễn á hả? Dạ, gia diễn. Trời ơi trời, mình tăng động vừa thôi. Dạ. Phải kìm lại một chút, nghe không? Cái mối tình mà chính thức là nó làm sao? Dạ mối tình chính thức là lúc đó là bên học văn hóa nghệ thuật du lịch Sài Gòn á, là lúc đó đang học được năm 2. Em hồi xưa em học là học hết học kỳ 1, năm nhất là em không lấy tiền nhà rồi là em tự đi bươn ngoài á, thì cảm thấy nó cũng hơi khó khăn, thì bạn mới kêu là nếu mà đến được thì bạn lo. Xong em mới suy nghĩ, nếu mình cũng trai mà mình kiểu mà mình bị phụ thuộc quá, bị dựa dẫm vào người ta quá, nên quyết định là không tới, tại cũng cái lòng tự trọng. Nên là thôi không tới được, nên là nói chuyện xong hai đứa là bạn, giờ bạn đi lấy chồng rồi. Còn một người nữa thứ hai, mối tình thứ hai là quen là ở ngoài Bắc, lúc đó bà cũng không cho. Rồi còn đâu nữa? Con hết rồi á, con toàn con đi qua làm con hết chuyện tình yêu rồi á. Bây giờ nhà trai ngồi bên đây tôi nôn nóng qua nhà gái đó. Tôi thấy nhà gái rất được, nhẹ nhàng, quyến rũ, giọng hát đầy cảm xúc. Tôi nôn lắm, để tôi qua tôi xem nhà gái coi. Trời ơi, nụ cười tỏa nắng. Nói chung á là mấy người tên Linh ai cũng dễ thương. Trời ơi, nhà trai không có gì phải chê cả. Bây giờ mình không thích điều gì ở đàn ông? Em thì không có thích con trai hút thuốc lá. Em không thích con trai gia trưởng. Tăng động kiểu này chắc nó không gia trưởng đâu. Ủa mà nãy giờ là nhà gái chưa có nói về tình trường của mình đúng không? Hiện tại thì em mới trải qua có một mối tình thôi. Một mối tình thôi, có sâu đậm không? Dạ không ạ. Mối tình đó là năm lớp 10. Em quen được có 3 tháng rồi chị. Thôi vậy thôi, được, khỏi cần phải kể. Một mối tình rất là chớp nhoáng. Nhà gái cho chúng tôi biết được cái mẫu hình lý tưởng của nhà gái như thế nào? Em thì thích con trai chỉ cần có 3 điều thôi, cũng không có cần cao, to hay là đẹp trai gì đâu. Chỉ cần đúng 3 điều là: một là phải có tính ý chí, hai là phải có quyết đoán, cái thứ ba là phải có cái trách nhiệm, là trách nhiệm trong lời nói của mình là phải nói được mà phải làm được nữa. Ý chí, quyết đoán, trách nhiệm có không nhà trai? Thiếu, con bị thiếu cái quyết đoán á, con dễ bị dung giọng cả tin đó chú, nên không có quyết đoán được. Quyết đoán. Dạ.
mẫu hình của nhà trai như thế nào? Dạ, mẫu hình của con thì con thích một cô gái chân thực một chút xíu, dễ thương một chút xíu và biết hiểu được công việc của con. Nói chung là giống giống như chị Quỳnh Quỳnh của anh Dương Lâm vậy đó. Dạ. Lê Vũ Lâm. Dạ. Thôi bây giờ chúng ta hỏi ý kiến của người thân đi ông Mai ơi. Em đi với ai cưng? Hôm nay thì em đi chung với chị của em là chị Minh Hiếu . Trước tiên cho em xin gửi lời chào tới tất cả khán giả đang xem chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Cái ấn tượng đầu tiên của em với lại nhà trai thì là anh ấy khá là vui vẻ. Có lẽ là sẽ hợp với Gia Linh. Tại vì Gia Linh cũng rất là vui, nếu mà cặp này mà ráp vào thì chắc em nghĩ là cái chợ không có bằng hai bạn luôn á. Dạ. Bé nhà em nó lên nó bị khớp á, cho nên là mọi người thấy nó hơi rụt rè. Chứ bình thường á, nó nói mà em phải đăng ký chương trình cho bạn tham gia để bạn có người yêu á, chứ bình thường có hai chị em nó nói hoài em nhức đầu lắm, giờ em phải tìm người em bát nó qua. Bát nó qua? Dạ. Trời đất ơi, trời, có bà chị đáng đồng tiền ghê vậy. Dạ. Trước mắt là thấy cái giao diện rất là ok, sáng sủa, đẹp trai, hòa đồng vui tính. Đó. Còn quyết định như thế nào thì của Gia Linh. Rồi, cảm ơn nhà gái. Nhà trai đi với ai cưng? Dạ, em đi với chị gái của em ạ. Chị ruột luôn hả? Chị ruột luôn ạ. À. Xin chào MC của chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò và tất cả quý khán giả đang ở chương trình, ở khán đài cũng như khán giả đang xem truyền hình. Em tên là Cảnh Giang, đây là chị hai của Nhật Minh ạ. Theo hai thấy là cái bạn gái ở bên này á, bạn khá tính chất là bạn rất là xinh, bạn kiểu rất là nhẹ nhàng, kiểu bạn rất là tinh tế. Ở nhà Nhật Minh cũng kiểu chị cũng rất là ít nói, nó cũng hay nói nhiều, nó rất là nhiều, chị cũng muốn bắt nó cho em. Thôi, cảm ơn nhà trai và nhà gái. Mở rào. Tặng em quà không có gì hơn hết, em mở ra em coi đi. Em mở liền được không? Mở liền á, hơi bất ngờ. Em mở liền đi. Trời đất ơi, quá bất ngờ luôn anh ơi, em cảm ơn anh nhiều luôn ạ. Không có chi gì, mở ra luôn, mở ra bất luôn. Ngờ dữ vậy, mở đứng ra luôn, cho khán giả luôn, thôi đứng ra luôn. Ảnh tặng em mấy cái khẩu trang, món quà sức khỏe tốt. Dạ, rồi em cảm ơn anh nhiều. Không có chi. Nãy giờ ngồi bên này á, anh cũng cảm giác được sự đầm ấm nhẹ nhàng của em á, thì em cảm giác anh cho, tại vì anh bắt đầu anh bị run rẩy nhẹ đối với em rồi. Nãy lúc mà nghe anh nói em hơi lạnh xíu, mà giờ gặp anh rồi là em hết lạnh rồi. Anh lạnh hơn rồi, bây giờ thấy anh bắt đầu lạnh rồi đó. Em ấn tượng của anh đầu tiên là cái áo của anh mặc, tại vì trước giờ em chưa có thấy bạn nam nào mặc áo đó hết trơn. Cái thứ hai là cho em hỏi là cái chuỗi đó anh mua ở đâu vậy ạ? Cái chuỗi này là anh đi chùa. À, em cũng có cái chuỗi này, em cũng đi chùa nè. Thực ra là anh muốn nói một vài điều là như vậy nè. Bản thân em làm diễn viên thì em cũng biết được là mình cũng cần khoảng thời gian để mình tập trung cho công việc của mình. Chứ anh sợ khi mà quen rồi á, người ta luôn nghĩ là lấy lý do công việc để là một cái lý do để cản trở mối quan hệ á chị. Giống như là lúc nào anh bận rồi không gặp nhau được, là em sợ là đối phương sẽ nghĩ như vậy. Thực ra hai bạn á là cùng nghề với nhau cho nên nó sẽ có những cái rất là thuận lợi. Nhưng nó sẽ có những cái như thế này. Ví dụ như đặt một trường hợp, một ngày nào đó bên đây người ta có nhiều cái điều kiện, nhiều cái cơ hội, rồi người ta sẽ nổi tiếng hơn, và bản thân mình lại không có được cái tiếng tăm nó bằng với bạn gái của mình, thì nó có là một cái điều cản trở tình cảm của hai đứa không? Và có chấp nhận được cái việc một ngày nào đó mình chấp nhận mình lui về để cho bạn gái mình tỏa sáng không? Và ngược lại, bên đây nổi tiếng hơn, mình thì không có nổi tiếng bằng, thì mình có bị ganh tị vì cái điều đó hay không? Hay là mình chấp nhận mình lui về, mình sanh, mình đẻ, mình nuôi con để mà mình làm hậu phương cho cái sự nghiệp của chồng? Dạ, thì em thì chỉ quan ngại cái vấn đề là khi mà em không làm được á, thì sẽ bên gia đình bên kia sẽ nghĩ như thế nào. Em sợ bị người ta kêu là không có vững chãi để mà lo lắng cho bên con gái họ được, thì em sẽ bị sợ là vấn đề đó. Cái vấn đề ở đây là thực ra trong một cái mối quan hệ mà một trong hai người mà thấy mình thua thiệt với cái đối phương bên kia, đi chung với đối phương bên kia mà mình cảm thấy mình kém cỏi hay như thế nào đó, thì em nghĩ là cái mối quan hệ đó nó cũng hơi bị cũng có vấn đề ở trong đó rồi.
Nhưng mà thật sự nếu như mà một trong cả hai người mà đủ tình cảm đủ lớn cho nhau á, thì chắc chắn một trong cả hai người sẽ không bao giờ cảm thấy thua thiệt đâu. Tất nhiên thì một ngày nào đó thì em cũng phải lui về em chăm sóc cho gia đình chứ à. Chứ không thể nào mà em sẽ đi diễn ngoài được. Thì sau khi mà ổn định hết tất cả là lúc đó mà cái đam mê của em mà nó vẫn còn và vẫn có điều kiện, vẫn có khả năng mà em có thể thực hiện được cái ước mơ của em á, thì chắc chắn em sẽ tiếp tục. Và em nghĩ thì nếu như mà cái bạn chồng của em tương lai mà cũng là cái người hiểu cho em và cũng là cái người mà cùng đam mê với em, thì chắc chắn sẽ hiểu được cái nỗi niềm đó. Xuất sắc. Trả lời vậy là thôi còn gì nữa đúng không? Bây giờ hai đứa tranh luận nhau để có thể hiểu nhau nhiều hơn, cái bản tính thật nó nằm ở chỗ nãy giờ đó. Bây giờ giao lưu đi, các bạn có tài nghệ gì các bạn biểu diễn, tự biểu diễn cho nhau đi. Đứng lên thoải mái lên nào, đó. Anh xin biểu diễn một vài câu rap nha. Anh có thể vẽ em thật kiêu sa, nét ngọt ngào trên áo còn thêu hoa. Phút chạnh lòng anh cứ tưởng mà đi xa, sẽ không còn vì những thứ mình đi qua em ơi. Thanh xuân này ngắn ngủi, tim sáng nhỏ làm sao viết thành văn tơ vò. Còn vương lại khe núi ôm cả bầu trời niên thiếu của thành trăng. Em biết chăng, mùa xuân chẳng trọn vẹn, tim lạc đường khi ta chẳng thấy nhau. Nhìn trăng kia vàng còn treo chiếc đầu ngõ, sợ em đi rồi mùa hạ hôm ấy đâu. Anh chẳng ước mình như là cánh chim bay giữa muôn trùng đất mẹ này bao la. Anh muốn được nghe giọng em nói, muốn thấy em cười bình yên vì sao cả nghe em. Rồi, như vậy cũng đủ để chúng ta có thể cảm nhận về nhau rồi. Chúng ta sẽ tiến gần nhau, mình nắm tay bạn gái, mình nói hết suy nghĩ, nói thật lòng nha. Anh thì nãy giờ trò chuyện thì anh cũng thấy em một con gái cũng có chất thơ, rồi cũng thẳng thắn, cũng khéo léo á. Nhưng mà anh chỉ muốn hỏi là em có chịu được cái sự tăng động của anh hay không? Nếu như mà tăng động thì chắc em tăng động hơn anh á. Anh cũng chưa biết được, tại nãy giờ anh thấy em vẫn dịu dàng đầm thắm, nên là anh cũng chưa biết được nó mức độ nó như thế nào. Nếu mà em chịu được thì anh cũng có thể chịu được. Em gái sẽ tự trả lời bằng nút bấm. Chúng ta về vị trí ngồi đi các bạn. The Great Wave Toshiba. Hãy để tay vào nút bấm, kiểm tra con tim mình một lần nữa các bạn. Cảm giác xem đây có phải là một nửa mảnh ghép của mình hay không. Nếu đúng, các bạn đừng ngại ngùng bấm ngay cái nút đó. Còn nếu không đúng, các bạn không cần bấm. Nút bấm đó để cho nhiều người khác sẽ bấm. Chúng ta đừng làm mất duyên của người khác. Bấm nút là phải có trách nhiệm với điều đó. Suy nghĩ cho kỹ sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Rồi. Em trai không bấm. Có thể nói chút về lý do đó. Dạ, thực ra là khi mà nói chuyện ban đầu á thì con rất là có ấn tượng. Nhưng mà khi mà cảm giác con bước qua đây để con nắm tay, cảm xúc con không có. Đó là một cảm xúc rất là thật. Em gái, nói những cảm nhận của mình đi. Thực ra thì khi mà em đến đây thì cái chuyện bạn nam bên kia không bấm thì em cũng đã lường trước được rồi. Cho nên là thôi không sao. Thực ra đây là một cô gái mà Lan thấy rất là sâu sắc, rất là thông minh. Lan cam đoan rằng nếu như ai mà có được cô gái này là như có một cái bảo bối gì đó. Cảm ơn các bạn đã đến đây với chương trình. Trước khi kết thúc chương trình cho em xin phép bắt tay anh được không ạ? Tại vì biết đâu được sau này mà đi diễn ngoài sân khấu hay là quay ở đâu đó thì lại là đồng nghiệp của nhau. Đúng rồi. Hay, em gái rất là hay đấy. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Các bạn sẽ nhận được một phần quà của nhãn hàng AMBT, một bộ sản phẩm trọn gói nước lau sàn, nước giặt xả, nước rửa tay, nước rửa chén AMBT. Nhãn hàng AMBT sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. AMBT, bạn nhỏ của mọi nhà. Sản phẩm cốt hủ tiếu của công ty Quốc Việt Food được sản xuất theo tiêu chuẩn FDA, giúp cho món ăn thơm ngon, tròn vị và tiện lợi hơn trong quá trình chế biến. Sản phẩm không có MSG và không dùng chất bảo quản. Toshiba Việt Nam tặng mỗi bạn một máy xay sinh tố BL70BR1NV với công suất cực mạnh 700W, dao 6 cánh, 3 lớp bằng thép không rỉ FUF301, có chức năng xay đá và làm sinh tố tự động, cối xay bằng nhựa an toàn không chứa BPA, dễ dàng tháo rời cối, dao để vệ sinh. Cảm ơn em. Bây giờ thì chúng ta tới với cặp đôi thứ hai nha. Xin mời. To tròn hậu vai rồi thì có thể đôi một chút cũng được, tại vì con thích ốm lắm.
Bên đây là hơi vạm vỡ luôn nha. Có lẽ em thích bạn gái có số đo vòng 1 từ khoảng 85 đến 90. Trời ơi. Lê Ngọc Lan kiểm tra. Tôi thấy là hơn tôi đó, mà tôi không biết là có được 90 cây câu thì tôi không biết. Có đem thước theo không? Dạ, dạ, có. Có đem thước luôn. Mời nhà trai. Xin mời nhà gái. Mời em trai giới thiệu về mình. Em xin được chào MC Quỳnh Linh. Chào em. Dạ, em xin được chào MC Ngọc Lan. Xin được chào bạn nữ bên kia. Em xin được tự giới thiệu. Em tên là Phạm Ngọc Dương, năm nay em 30 tuổi. Em đến từ Lâm Đồng. Hiện em đang sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Công việc hiện tại của em là nhân viên kỹ thuật. Mời nhà gái. Dạ, xin chào chú Quyền Linh, xin chào chị Ngọc Lan. Em tên là Phạm Thị Xuân Thùy. Em sinh năm 1993 tại Đà Lạt. Dạ, công việc hiện tại thì em đang làm giáo viên tự do. Sinh sống và làm việc tại Đà Lạt. Nhưng mà cụ thể là em ở đâu Dương? Dạ, em ở thành phố Hậu Lộc. Từ nhà em lên thành phố Đà Lạt là 110 km. Rồi, vậy là khỏe rồi. Có lẽ là hợp lý rồi đó. Hai bạn là cùng chung tỉnh Lâm Đồng rồi đó. Điểm mạnh, điểm yếu của Dương là gì? Dạ, về điểm mạnh của em thì em được mọi người nhận xét là em vui vẻ hòa đồng, em hiền lành, chất phác, em không biết hút thuốc, khá là siêng năng, chăm chỉ trong công việc. Rượu bia thì em có uống nhưng mà ít thôi ạ, em chỉ uống được rất ít. Có điểm yếu gì không Dương? Dạ, điểm yếu thì em có, dạ, đó là em hơi nhát gái, gặp bạn gái mà không biết bắt đầu từ đâu, không biết nói cái gì. Rồi, hôm nay anh sẽ bắt đầu cho nha. Dạ, dạ, dạ. Vậy tính ra là ở bên đó hoàn hảo quá trời luôn á. Không có một cái điểm yếu nào hết trơn á. Nhát gái nó không phải là điểm yếu đâu. Đôi khi đó là điểm mạnh đó. Rồi bây giờ chúng ta hãy nghe điểm mạnh, điểm yếu của nhà gái nè. Điểm mạnh của em á là em vui vẻ. Mà em cũng muốn mang năng lượng tích cực tới cho mọi người nữa. Thích nấu ăn, thích chăm sóc gia đình của mình. Còn điểm yếu thì em hơi cầu toàn, cũng hơi khó tính một chút. Cái gì nó phải gọi là đâu ra đó. Dạ, em cũng có chút hơi cầu toàn. Vậy hai người ở nhau được đó. Hai người cầu toàn hết được, không sao. Rồi, tình duyên nhà gái sao nè? Dạ, em trải qua một mối tình rồi ạ. Kéo dài bao lâu? Dạ, kéo dài hơn 2 năm. Lúc yêu thì dĩ nhiên là rất là mặn nồng rồi. Nhưng mà tới một cái thời điểm nào đó em cảm thấy nó không còn được như vậy nữa. Nó hết mặn nữa thì thôi chia tay. Mình không cảm thấy cái sự quan tâm của bạn ấy dành cho mình nữa. Trong tình yêu thì em nghĩ là mình nên chung thủy. Mình phải biết quan tâm, chăm sóc cái người bạn của mình. Em chủ động chia tay luôn. Dạ đúng rồi. Cái chăm sóc, quan tâm là nó quan trọng lắm nha em trai. Dạ, quan điểm của bạn cũng giống quan điểm của em. Rồi, vậy còn đường tình duyên bên kia? Dạ, về tình trường của em thì em chưa có mối tình chính thức nào. Yêu đơn phương không? Dạ có. Dạ, hồi cấp 3 thì đi học em có yêu đơn phương một bạn nữ trong lớp. Thì em có tỏ tình với bạn nhưng mà bạn chỉ nói với em là tớ chỉ xem cậu là bạn thôi. Bên đây là chưa có mối tình vắt vai luôn nha. Để đi qua coi dung nhan sao mà ế tới giờ đây nè. Chào chị chào Ngọc Lan em. Dạ. Trời cũng ngon trai, chúng ta ngon lành vậy mình sao mà ế được trời. Sao tại mình cầu toàn quá nên mình không có bạn gái hay sao? Dạ, trước kia thì em tự nhìn thấy mình là cũng kén chọn. Giờ bớt kén chọn dạ, chưa? Dạ, giờ em bớt nhiều lắm rồi. Giờ bớt nhiều lắm hả? Dạ, bớt. Giờ bớt đi rằng có bạn gái gì người ta. Dạ. Ừ. Cái gì mà cười hoài vậy? Bực chứ. Làm gì người ta gì trả giá như vậy? Ta còn trai tân mà làm gì trả giá như vậy? Đúng không? Mình chưa quen ai hết. Rồi sao có kinh nghiệm cua gái đây? Mình cứ mạnh dạn tự tin, chân thành lên là được. Vậy chút nữa mình mở cái rào ra là mình mạnh dạn, mình thể hiện, mình tỏ tình với người ta nghe không? Dạ. Hồi đó em tỏ tình sao Dương? Em nói cái mối tình mà em yêu đơn phương, tỏ tình sao mà người ta từ chối vậy? Tớ thích cậu, là bạn gái của tớ nhé. Cọc lóc vậy thôi. Cậu là không được rồi. Anh thích em. Đúng rồi. Dạ. Tôi thích cậu. Cái hồi đó là em là học sinh cấp 3, em không có nhiều kinh nghiệm, em cũng không biết. Nhưng... Vậy chút nữa mở cái rào ra là nói liền á, anh thích em. Dạ. Qua tôi coi nhà gái coi sao nha. Chào chú. Giỡn hoài. Cô giáo. Dễ thương, cô giáo dễ thương ha. Có má lớn một tiền nữa nha. Cô giáo không thích điều gì đàn ông? Con không thích đầu tiên là bất hiếu. Cái đó không ai thích hết trơn á. Dạ đúng rồi. Cái thứ hai là bạn nam không có một cái lý tưởng sống nào hết. Dạ có. Không chung thủy. Em thì em có tư tưởng chung thủy lắm.
Rồi còn không thích gì nữa không? Hút thuốc. Em ơi, anh không biết hút thuốc. Dạ. Diễn tả coi một mẫu hình lý tưởng có giống chàng trai bên kia không? Ngoại hình á, thì mong muốn là kiếm được một người bạn cao hơn mình một tí. Cao hơn. Dạ, rồi mặt á thì phải phúc hậu. Thì to, phúc tròn, phúc hậu. Vai đồ á thì có thể đô một chút cũng được. Tại vì cấm thích ốm lắm. Bên đây là hơi vạm vỡ luôn nha. Phải giỡn nè. Đó là về bề ngoài thì con nghĩ là cái bề ngoài nó chỉ chiếm 20-30% thôi. Tại vì cái đó là ông trời ông cho nữa. Cái mà con đánh giá cao nhất á, nó là về cái tính cách. Tôi thấy đằng trai tôi đáp ứng hết rồi đó. Rồi bây giờ thì hình mẫu của nhà trai như thế nào, nói đi để bên đây người ta coi làm sao. Nói cho bà mối bà biết đi. Em hình mẫu bạn gái lý tưởng của em là đầu tiên là về ngoại hình thì 1m55 đến 1m65. Ngon. Anh ơi, em 1m50 được không anh? Được em ơi. Dáng mi nhon thon thả. Có mi nhon. Da trắng, tóc dài. Có luôn. Với cả em thích bạn gái có số đo vòng 1 từ khoảng 85 đến 90. Trời ơi. Mày không biết. Để Ngọc Lan kiểm tra. Dạ dạ. Cái này phải nhìn ngó ngó kỹ kỹ chút. Tôi bắt thử à. Tôi thấy là hơn tôi đó, mà tôi không biết là có được 90 cây câu thì tôi không biết. Có đem thước theo không? Dạ, dạ, có. Có đem thước luôn. Anh ơi, lỡ lỡ hàng giả độn đi sao anh? Kệ, có đo còn hơn không? Đem cái thước em đó. Đi kiếm vợ đem cái thước theo đo thiệt hả? Sợ hả? Đến đây đo bà trước bao nhiêu? Tôi không đủ tiêu chuẩn. Đo đây thử đây. Ủa sao đo bằng tay có thước mà đo? Đây là đủ 90 nè, đủ tiêu chuẩn của em nè. Dạ nhưng mà em thích con gái. Thật ra là người ta thật thà thôi. Từ xưa thì chưa bao giờ yêu hết trơn á. Có sao nói vậy người ơi, cũng thông cảm nha. Cái này đúng là thật thà đó em. Có sao nói vậy chứ nếu mà người ta giấu rồi cái mai mốt rồi tìm hiểu nhau, quen nhau rồi tới lúc đó người ta mới nói ra thì cũng còn mệt nữa. Còn tiêu chuẩn gì nữa không? Về tính cách thì em thích một người yêu lý tưởng là hiền lành, đạo đức, hiếu thảo với ông bà cha mẹ, siêng năng, chăm chỉ chịu khó. Cô giáo này rất là hiền luôn, gương mặt rất là phúc hậu. Có người ta chân thật như vậy đó. Mà mối cũng thông cảm nha. Nhà gái đi với ai? Dạ con đi với bác. À bác hả? Chết có bác hả? Dạ con chào bác. Bác thông cảm nha, tuổi trẻ giờ nó cũng hơi hiện đại quá ha bác ha. Bác thấy là cái cậu này cũng được hả con? Hiền không? Hiền quá. Nói chuyện cũng thiệt thà đó, dễ thương. Nó thiệt tình luôn á. Thiệt tình, thấy là nói chuyện gì là biết, đem thức dây là biết rồi đó. Có ai mà chọn vợ mà đi đem thức dây theo không? Đúng rồi. Vậy là bác bỏ qua cái vụ đó ha bác ha? Không thôi là không chịu rồi đó. Dạ. Chứng tỏ rằng cậu này rất là thiệt tình. Thiệt đến mức có thể, thành ra không có giấu chuyện gì hết trơn á. Đúng rồi. Ít thì hay nhũng nhẽo lắm nha. Con phải dỗ cho thầy này chứ thầy hay nhũng nhẽo lắm đó. Dạ. Cảm ơn bác. Thằng Dương đi với ai Dương? Dạ hôm nay em đi với em trai em ạ. Chào em trai. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh, chào chị Ngọc Lan. Dưới đây thấy chị thì rất là xinh, hiền, phúc hậu. Và em không biết nói gì hơn, thấy anh chị rất là hợp nhau. Và hy vọng hai anh chị có thể có một cái duyên để tìm hiểu nhau. Em có gia đình chưa? Dạ em có rồi ạ. Rồi giờ mẹ em ở chung với mẹ ha, ở đâu? Dạ em ở nhà ở Thủ Đức ạ. Dạ. Từ nữa lấy vợ rồi ai về chăm sóc mẹ, có phân công chưa? Dạ không, dạ bọn em thì với em thì em có kế hoạch là khoảng 2-3 năm nữa thì em sẽ về quê. Em muốn ở với mẹ, chăm sóc mẹ. Còn anh Dương thì em không biết. Rồi, vậy là coi mốt chăm sóc mẹ đó. Thì em cũng muốn là về chăm sóc mẹ. Bởi vì để mẹ ở nhà mình như vậy thì thực sự là không nỡ. Mẹ nhiêu tuổi rồi? Dạ, mẹ em năm nay cũng 60. Mẹ đang ở với ai ngoài đó? Dạ, mẹ đang ở nhà một mình. Rồi, thấy thương mẹ không? Vậy phải tranh thủ một trong hai bạn bạc với nhau vợ với mẹ nha. Cảm ơn em. Bây giờ hai bạn sẽ gặp nhau nha. Dạ. Mở rào.
Chào em. Dạ, chào anh. Anh có muốn quà tặng em? Dạ, em cảm ơn. Ngoài em cũng có món quà anh tặng anh ạ. Wow, em cũng thích đọc sách. Dạ, em rất thích. Thì hôm nay cũng thật là trùng hợp và anh cũng chuẩn bị một quyển sách để tặng em. Dạ. Chủ đáo quá ha. Đây là quà anh tặng em, hy vọng là em sẽ thích. Anh tặng em một món quà. Với anh thì anh rất là thích đọc sách. Thì sách vừa là bạn vừa là thầy. Trong đó có nhiều tri thức tốt, hy vọng là em sẽ thích. Dạ, em cảm ơn anh. Chào anh em. Dạ. Em ơi, em thấy anh thế nào? Dạ, em thấy anh cũng hiền. Về tính cách này kia thì em nghĩ là phải có thời gian để tìm hiểu thì mình mới đánh giá một con người chính xác hơn. Đúng rồi em. Dạ. Rồi anh thì anh thấy em là anh cũng ưng rồi. Tại vậy còn không ưng nữa thôi. Dạ. Anh thấy em cũng hiền lành, cũng giọng nói rất là dịu dàng, ngọt ngào dễ nghe. Dạ, em cảm ơn. Nếu mà hai đứa mình hẹn hò với nhau thì em muốn là một tuần gặp nhau mấy lần? Chủ động sắp xếp thời gian thôi anh. Thì vì em ở Đà Lạt á, nên là công việc này kia thì em cũng đang ổn định trên đó. Xong rồi về cái chuyện khoảng cách thì anh không ngại gì cả. Anh cũng có thể là anh về quê để là làm việc rồi để cho gần em để tiện cho việc hẹn hò. Đó. Vậy đó là hết ế đó. Dạ. Hoặc là anh cũng có thể lên Đà Lạt làm việc để gần em hơn. Tiện chăm sóc mẹ luôn. Dạ, cũng đúng tiện đó. Cho chăm sóc mẹ nữa bởi vì theo em thì nhất cụ ly nhì tốc độ. Đó. Đúng. Có kinh nghiệm rồi đó. Ông chưa yêu lần nào mà ông kinh nghiệm ghê ông ơi. Đó, giờ ông mạnh mẽ đó. Đúng rồi đó Dương. Thì em chỉ mong là những gì anh nói ngày hôm nay đã phát sóng trên truyền hình rồi thì nó là giống như là cái bằng chứng vậy đó. Đúng rồi, mai mốt mà làm trật một cái là mở cái chương trình này lại cho coi. Dạ đúng. Đó. Em ơi, khi mà mình hẹn hò thì khoảng bao lâu em có thể tiến tới hôn nhân, kết hôn? Khi nào mà anh cầu hôn em đi để em sẽ hay kết hôn. Trời hay luôn. Rồi bây giờ hai bạn tiến tới rồi cho nhau một cái cảm xúc nó gần hơn. Lên đây. Đó, nắm tay bạn nha. Thục lui hai bước Dương. Lui lại cho chính giữa sân khấu đẹp nè. Đó, đúng rồi. Rồi. Đó, đọc thơ rồi ca hát gì đó. Cái gì cảm xúc ngày xưa mình yếu á thì bây giờ mình làm. Đến với cái chương trình này á thì anh cũng có chuẩn bị sẵn bài hát để anh tặng em. Thì bây giờ với cả một bài thơ để tặng em nữa. Thì em biết là em thích nghe hát trước hay là nghe thơ trước? Dạ, hát trước. Rồi anh sẽ hát. Em như cơn gió thu bay bay nhẹ nhẹ, đưa anh đi tìm văn thơ. Qua công viên lá rơi trên con đường về, bỗng nghe lòng đáng ước mơ. Mơ yêu em thiết tha như yêu lần đầu, anh muốn yêu em dài lâu. Yeah. Em, anh muốn yêu em dài lâu. Yeah. Em, anh muốn yêu em đậm sâu. Yeah. Yêu em cho đến thì ong thôi là mật, đến khi loài chim quên lối bay. Anh muốn được cùng em về miền biên vắng. Mình sẽ sống những ngày hè ươm nắng. Dưới bóng dừa là lời sẽ nói yêu em mãi. Sẽ nói những lời yêu thương anh đã từ lâu dưng giữ trong lòng. Yeah, hay quá. Một liên khúc luôn. Còn bây giờ là bài thơ của anh. Em ơi có phải duyên mình đến? Cứ ngỡ yêu em từ thuở nào, bấm nút liền đi mình hẹn hò. Sang năm đám cưới khỏi hôn nào. Dạ em cảm ơn. The Great Wave. Toshiba. Huy Dương, chuẩn bị. Đó. 1 Đấy. 2 3 Anh trai tôi là quyết liệt vô cùng. Chúc mừng. Nắm tay nhau đi. Chính thức chúng ta đã hẹn hò với nhau rồi. À, bây giờ cảm giác sao Dương? Dạ em cảm thấy thoát ế rồi đó. Tự tin lắm á. Thật ra chàng trai này dễ thương vô cùng luôn á. Cảm xúc mình sao? Dạ bây giờ thì em cũng thấy khá là vui. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Các bạn sẽ nhận được một phần quà của nhãn hàng Amity, một bộ sản phẩm trọn gói nước lau sàn, nước giặt xả, nước rửa tay, nước rửa chén Amity. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà.
Sản phẩm cốt hủ tiếu của công ty Quốc Việt Food được sản xuất theo tiêu chuẩn FDA, giúp cho món ăn thơm ngon, tròn vị và tiện lợi hơn trong quá trình chế biến. Sản phẩm không có MSG và không dùng chất bảo quản. Toshiba Việt Nam tặng mỗi bạn một máy xay sinh tố BL70BR1NV với công suất cực mạnh 700W, dao 6 cánh, 3 lớp bằng thép không gỉ SUS301, có chức năng xay đá và làm sinh tố tự động, cối xay bằng nhựa an toàn không chứa BPA, dễ dàng tháo rời cối, dao để vệ sinh. Chúc hai em hạnh phúc nha. Dạ, dạ cảm ơn chú. Rồi. Dễ thương quá à? Dạ, quá là dễ thương luôn. Cặp đầu rất là dễ thương luôn. À, chúng ta cùng nhau chúc cho cặp đôi đó họ sẽ sớm tìm hiểu nhau và sớm sẽ về chung một nhà. Đúng rồi. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Cảm ơn nhãn hàng Toshiba Việt Nam, Toshiba đỉnh cao chất lượng Nhật Bản đã tài trợ thực hiện chương trình. Quý vị đừng quên khung giờ phát sóng của chúng tôi 17:50 thứ bảy và 22:30 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7. Mời các bạn xem Bạn Muốn Hẹn Hò trên ứng dụng truyền hình NetClub. Các bạn có thể tải ứng dụng không chỉ xem Bạn Muốn Hẹn Hò và các bộ phim hấp dẫn, các chương trình thể thao mà còn có cơ hội kết đôi hẹn hò trực tuyến tại đây. Và bây giờ thì Quyền Linh và Ngọc Lan xin phép được chào tạm biệt. Cũng biết nấu ăn, làm việc nhà, với lại em thích cười lắm, em hay cười nhiều. Hay cười nha. Dạ, kiểu như em biết chăm sóc mọi người. Nấu ăn, biết may đồ và được trước thì em có biết chơi bóng chuyền, nhưng mà xảy ra một tai nạn là gãy tay, thế là em đã nghỉ chơi bóng rồi. Cái sở thích của anh và em nó có giống nhau nhiều không? Anh thích chơi game không? Có. Dạ, em rất thích chơi game. Hai đứa lấy nhau chơi game rồi đi. Giống Chính Thành à, tại vì em hâm mộ chú. Tấn gì đây? Giống không? Bên kia giống Chấn Thành đúng không? Em ơi lâu đài tình ai đó, sáng trong ánh tình cầu xa. Wow! Xe Yamaha Sirius FI 2021 hoàn toàn mới. Thiết kế mới hiện đại, động cơ siêu mạnh mẽ, siêu tiết kiệm nhiên liệu. Mua xe mới, hãy mua xe Sirius FI 2021 hoàn toàn mới. Nhà gái. Mời nhà trai. Rồi, ngồi đi em trai. Mời nhà gái giới thiệu về mình cho nhà trai nghe cái coi nè. Dạ, xin chào chị Ngọc Lan, xin chào chú Quyền Linh và xin chào bạn Nam ạ. Em tên là Nguyễn Thị Minh Thúy, nghệ danh là Băng Băng. Năm nay em 22 tuổi và hiện tại đang là sinh viên năm cuối của trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật ạ. Nghệ danh Băng Băng hả? Nghệ danh Băng Băng, có đi biểu diễn chưa mà mình có nghệ danh? Dạ, nghệ danh này là từ nhỏ của em tới lớn rồi. Rồi thôi, sơ sơ là vậy đó, giờ tới nhà trai đi. Dạ, xin chào tất cả mọi người. Em tên là Nguyễn Huỳnh Thanh Hiệp à. Em sinh năm ngày tháng 4, 95. Hiện tại thì hơi rung. Ôi, học quá hơi rung quá. Hiện tại thì hơi rung hả? Gái tao mạnh dạn rồi, ta thì thoải mái lên. Hiện tại đang làm gì đây? Dạ, hiện tại thì em đang phụ giúp gia đình nè. Cơ khí. À, cơ khí. Dạ, quê con ở Long An. Sài Gòn á, và Long An kiểu như có xưởng ở dưới. À, tức là xưởng ở đó nhưng mà mình có thể gọi là cung cấp bất kỳ nơi đâu đúng không? Dạ, đúng rồi. Mình đội nón cho nó xì tay chút hay sao? Dạ, không phải. Hiện tại em đội nón là do có một chút xíu vấn đề riêng của em. Thì em cũng chia sẻ luôn là em có bị một chút xíu tai nạn nhỏ, thì hiện tại là em cần phải đội nón. À, rồi. Dạ. À, đồ nó cũng ngầu ha. Cái này chắc mọi người cũng hiểu vì lý do sức khỏe nha. Rồi, điểm mạnh điểm yếu của nhà gái sao nè? Về điểm mạnh của em thì nấu ăn, biết may đồ, và đợt trước thì em có biết chơi bóng chuyền, nhưng mà xảy ra một tai nạn là gãy tay, thế là em đã nghỉ chơi bóng rồi. Đi chạy xe tai nạn. Điểm yếu của em thì hơi nhút nhát trước đám đông, em sợ người khác mất lòng. Giờ nó đỡ hơn một xíu. Nhà trai sao, điểm mạnh điểm yếu sao nè? Thì điểm mạnh của em là cũng biết nấu ăn, làm việc nhà, với lại em thích cười lắm, em hay cười nhiều. Hay cười đúng không? Dạ, dạ, kiểu như em biết chăm sóc mọi người, cái làm trò vui cho nhà đình vui á. Vậy là tốt rồi. Có tật xấu gì không? Dạ, em bị hay quên với lại hơi hậu đậu một chút xíu. Mẹ dặn làm đó, cái hay quên, cái em quên, cái không làm luôn. Có vậy. Khi nào chở mẹ đi chợ rồi cái mẹ dặn đón mà cái quên luôn, dạ, bỏ có. Mẹ chợ luôn không? Có. Có luôn hả? Gọi điện mày đang đâu vậy? Con nói, ủa con ở nhà nó mẹ, mẹ đâu à? Mày đi chở đi đâu mày hỏi tao? Bắt tay con gái. Dạ. Yeah. Tại vì chị cũng đã từng quên bà vú của chị ở chợ lần rồi. Bà vú hỏi, ủa con đang đâu? Con đang nằm nhà nè. Rồi con nhớ con quên gì không? Con đâu quên gì đâu. Cái bà vú bà kêu chứ, mày quên tao ở chợ chứ ở đâu?
đó, một cái vụ án mà chấn động luôn á. Rồi bây giờ mình đi qua bên kia mình hỏi cái tình trường của bạn bên kia như thế nào nha. Em trải qua 3 mối tình. Mối tình 1 thì được 1 năm, cũng có xảy ra nhiều xích mích với nhau. Tại do là em muốn bạn tốt hơn, về ví dụ bạn bỏ hút thuốc và bạn cũng hay đến nhau nữa. Nên là em muốn bạn tốt hơn, nhưng mà càng về sau thì bạn lại không làm lại những cái điều đó và là xích mích nhiều. Nói chung là cái mối tình cũng còn trẻ cho nên là hai bạn không ai chịu nhường ai hết. 3 mối tình nhưng mà chưa có mối tình nào sâu sắc lắm. Dạ đúng rồi. Hiệp mấy mối tình Hiệp? Dạ em thì cũng 3 mối tình. 3 mối hả? Dạ. Mối dài nhất là mấy năm Hiệp? Dạ 3 năm. Bạn đó không trân trọng và tôn trọng em. Lúc nào em cũng là người xuống nước và xin lỗi trước hết, không cần biết là lý do gì. Em kiểu bạn đó không thay đổi, em bảo bạn đó thay đổi, sửa đi. Tại em cũng vì bạn đó em thay đổi, mà tại sao bạn đó không thay đổi vì em? Rồi, không cùng cái quan điểm mà ha. Dạ. Rồi bây giờ thì Hiệp muốn người tình của mình như thế nào? Cũng giống như em này, thích cười, vui vẻ, cũng hòa đồng. Em quan trọng ở con tim và cảm xúc mình hơn. Cao thấp gì cũng được đúng không? Dạ. Xấu đẹp gì cũng được đúng không? Nếu mà nói xấu đẹp thì cũng phải ưa nhìn một chút chị ạ. Bên đây nhìn một cái là ưa liền luôn á. Ưa không? Ưa lắm, ưa luôn. Bên đó sao nè, coi nó giống nhà trai không nè. Về ngoại hình thì bạn phải cao hơn em. Còn về tính cách thì bạn phải trưởng thành và biết lắng nghe rồi chia sẻ với người yêu của mình. Rồi mẫu hình, có mẫu hình nào mà bên đó hướng tới không anh gái? Dạ thì giống Chính Thành ạ, tại vì em hâm mộ chú. Trấn gì đây? Giống không? Bên kia giống Chính Thành đúng không? Đây giống á. Đây cũng Trấn Hiệp à. Không giỡn đâu. Để tôi qua tôi coi coi nhà gái sao. Xin này ha. Dễ thương, đã nói rồi, nhìn cái là ưa liền. Đúng rồi. Nhà gái không thích điều gì ở đàn ông? Ghét đàn ông nhất là cái tật gì? Dạ, keo kiệt ạ. Keo kiệt. Hiệp có keo kìa không Hiệp? Dạ không anh ơi. Không có. Tiêu chí hai bên nghe hết rồi nha. Bây giờ mình hỏi người thân coi sao rồi cái mình cho gặp mặt thôi. Em đi với ai? Mời quý vị khán giả đón xem chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò cùng Quyền Linh và Ngọc Lan. Chương trình được phát sóng vào lúc 17h50 thứ bảy và 22h30 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 và kênh YouTube MCV Media. Gái thông cảm nha, nhà trai có bệnh nên là đầu nó ấm đầu. Dạ em có muốn, anh có muốn quà tặng em? Dạ em cảm ơn. Dạ em cũng có món quà tặng anh là này là sinh nhân hai mặt anh hùng. Em mong anh là cũng sẽ mạnh mẽ như nó để bảo vệ người bình thường. Anh cảm ơn em nhiều. Dạ. Anh đứng đó kia. Mở món quà tặng em gái cái gì đó. Em cứ mở thử đi. Là một cái móc khóa thôi. Thì món quà của anh tặng á là bên trong cái ba lô đó là anh tượng trưng là ba lô của tình yêu. Dạ. Nhưng mà ở trong ba lô nhỏ đó là sẽ có một cái móc khóa nhỏ nữa. Móc khóa đó là tượng trưng cho cái việc mà tình cảm của hai đứa mình á, anh sẽ khóa lại tình cảm nó lại chỉ giữ yên và em và anh thôi. Thì và hai đứa sẽ cố gắng để mình bước tiếp một con đường dài hơn và tốt hơn như vậy nữa. Dạ, em cảm ơn ạ. Không biết cảm nhận của em về anh như thế nào? Em khá thích cái giọng nói của anh, nghe rất ấm. Thấy body anh sao? Nó có giống như em tưởng tượng không? Dạ cũng 80%. Cái sở thích của em nó như thế nào á, xem mình cái sở thích của anh và em nó có giống nhau nhiều hay không? Anh thích chơi game không? Có. Dạ em rất thích chơi game. Hai đứa lấy nhau gì chơi game rồi biết. Tại vì cái ngành của em là em sẽ tiếp xúc rất là nhiều người, trong đó có sẽ những bạn nam, thì không biết là anh có thông cảm chuyện đó không? Không, không sao cả. Quan trọng là khi mình đã có cảm với nhau thì em phải tin tưởng em chứ. Anh cũng sẽ có những mối quan hệ, cũng có những bạn, cũng có những cuộc xã giao như nọ, thì cũng sẽ có nam và nữ ấy. Thì anh tin ở em thì anh cũng muốn em ở tin ở anh. Với lại lúc nãy em có thấy anh để là hay quên á. Khi mà hai đứa tiến tới rồi sẽ có những cái ngày kỷ niệm hay cái gì đó thì anh có quên không? Những ngày kỷ niệm này nọ thì anh nghĩ là chắc không quên. Bởi vì những điều quan trọng thường anh sẽ lưu lại ghi cho một cuốn sổ của mình. Thật ra vậy nè, mấy cái chuyện mà những cái ngày kỷ niệm á, đối với chị á nha, lỡ mà bạn trai có quên á thì không sao đâu, bạn gái cứ nhắc đi. Không có sao, mấy cái đó nó cũng không có là quá quan trọng để mà chúng ta cứ phải chăm chăm vào cái việc đó để mà bắt lỗi nhau.
có cái mẹo á, mình không nhắc mình nhờ ai nhắc. Đúng rồi, giả bộ vu vơ đồ viết Facebook đồ là người ta nhớ à. Rồi bây giờ mình thấy bạn gái thì sao? Tại em thì bạn khá là xinh, rất là dễ thương, nói chuyện cũng có duyên nữa. Tại em thích những người con gái có nụ cười đẹp, đó là điểm nhấn có thể thu hút em. Với lại em thấy bạn cũng khá là cười nhiều, em cũng thích những bạn cười nhiều nữa. Tại vì khi mình cười nhiều mình sẽ rất là tự tin bản thân của mình, cũng như em vậy nè. Ở bên đây chị cười cũng nhiều lắm nè. Dạ em thấy chị xinh mà. Được đó Hiệp. Bây giờ Hiệp tới nắm tay bạn gái ha. Rồi nhìn mặt bạn gái rồi hát một câu gì đó, một đoạn nào đó, hay nói những lời yêu thương ngọt ngào nào đó. Cho anh xin phép nắm tay nha. Dạ. Em ơi lâu đài tình ai đó, sáng trong ánh tinh cầu xa. Cho nên cho dù ngàn năm qua, còn vẫn vương đôi hồn hoa. Nổi. Vui mà, vui mà. À, bàn tay anh đổ mồ hôi nhiều á. Trời ơi, đổ mồ hôi thì lau mồ hôi đi chứ trời. Chứ có đâu mà nắm cái tay người ta rồi đi ra. Rồi, đây nè, cho mượn cái áo nè. Trời đất ơi. Rồi, xong, nắm vô. Rồi, cảm nhận lại nha, cái vụ mồ hôi mình quên đi. Thì em đang cảm thấy là hơi hồi hộp khi nắm tay bạn đó. Dạ, quan điểm hôn nhân của anh thì nó cũng đơn giản thôi. Vui, hiểu, thấu đáo, quan tâm, chia sẻ. Với lại một điều nữa là hiếu thuận với cả hai vậy đó. Tại bởi vì anh thực sự đây, anh nghĩ em cũng sẽ rất là hiếu thuận ba mẹ. Anh cũng vậy, anh cũng rất là thương ba mẹ anh. Thì mong sau này anh cũng, nếu mà hai đứa có hướng tới một cái gì đó xa hơn á, thì anh mong những cái điều đó nó vẫn sẽ tiếp tục mãi bền vững ở trong cái gia đình nhỏ và cả gia đình lớn của mình. Em ở riêng hay ở chung cũng được. Nếu mà hai đứa về chung một nhà thì quan điểm của em là mong là hai đứa sẽ hiểu nhau hơn, dạ, nhìn nhận nhau nhiều hơn và sẽ hiểu cho công việc của mỗi người hơn. Rồi, về chỗ đi được rồi đó. Thì bên nhà trai là đứng hình rồi đó. Ha. Riêng nhà gái thì nhà gái rất là thích một cái câu nói của bạn này. Đó là anh rất là thương ba mẹ. Bây giờ hai đứa nhỏ để tay vào nút bấm. Chúng ta sẽ đưa ra quyết định sau 3 tiếng đêm. Hãy nhắm mắt lại, suy nghĩ thật kỹ và quyết định bằng chính trái tim của mình. 1 2 3 Chúc mừng. Chính thức chúng ta đã hẹn hò với nhau, hãy nắm tay nhau đi nào. Đó, đẹp đôi mặt đó. Ông vui ra mặt luôn. Em tin vào trực giác với con tim mình. Cho nên em nghĩ bạn sẽ bấm. Tự tin như vậy là tốt. Ba mẹ của bạn gái đang theo dõi đó, coi như được cái màn hình đó đó. Mình xin phép hai bác. Dạ, cho con phép, con chào hai bác chứ à. Thì đây thì xin phép hai bác có thể cho con quen bạn và con sẽ cố gắng để luôn làm cho bạn nó vui và hạnh phúc, và lúc nào bạn nó cũng sẽ cười hơn là rơi những lòng chụp giật lệ. Hay quá. Dạ, mình nói cái gì đi? Thấy an lòng chưa? Bạn gái cũng rất là e thẹn mắc cỡ. Thôi thì hai đứa cố gắng dìu dắt nhau nha, tìm hiểu nhau và thông báo tin vui một ngày sớm nhất cho chương trình được biết nha. Hôm nay thì chương trình có thêm một số món quà dành cho hai đứa nè. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Sản phẩm cốt xúc gà của công ty Quốc Việt Food được sản xuất theo tiêu chuẩn FDA, giúp cho món ăn thơm ngon, tròn vị và tiện lợi hơn trong quá trình chế biến. Sản phẩm không có MSG và không dùng chất bảo quản. Tập đoàn Bất Động Sản Hưng Lộc Phát tặng mỗi bạn một voucher mua nhà trị giá 10 triệu đồng. Hưng Lộc Phát kiến tạo giá trị cuộc sống. Đặc biệt, Tập đoàn Bất Động Sản Hưng Lộc Phát cũng dành tặng thêm voucher trị giá 100 triệu đồng nếu hai bạn tiến đến hôn nhân. Chúc các bạn sớm về chung một nhà và sở hữu một tổ ấm yêu thương cho mình. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nhãn hàng thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép hân hạnh tài trợ phần quà giá trị 20 triệu đồng nếu hai bạn chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò.
hãy giữ lấy tất cả những gì mà chúng ta có trong ngày hôm nay. Chúc em thật nhiều may mắn và hạnh phúc. Cảm ơn hai bạn. Rồi, chúc mừng hai bạn. Như vậy là chúng ta đã rất là vui khi mà hai nhỏ nó bấm nút hẹn hò nhau đúng mà mối. Đầu xuôi đuôi lọt. Đúng rồi. Bây giờ thì sao? Bây giờ thì mời tiếp cặp đôi thứ hai ra thôi. Mời quý vị. Thép Fida KOA, tinh thần thép. Ba mẹ ba còn sống á, nói những câu gốc thiệt á. Ông nói một câu á, lớn giờ lo tương lai cho mày đi. Chứ tao không phải để anh tập ra trong lại với mày đưa mày qua ai. Làm năm 30 tuổi, tới 33 tuổi là mơ mất. Thì từ cái chỗ đó, mỗi lần đi làm về đã thấy ông già ông ngâu ngay chiếc cửa cả hình bóng á, ngồi trên cái ghế á. Lúc đó mới nghĩ lại là thương, mà thương đó muốn rồi. Mời nhà trai. Mời đi em. Mời nhà gái ạ. Mời nhà trai. Em tên là Nguyễn Chí Thanh, ở Đồng Nai, Nhân Trạch. Sinh năm 83, em được 38 tuổi. Làm gì Chí Thanh? Đó, em làm công nhân công ty Hoa Sung. Dạ rồi, bây giờ tới bên đàn gái nè. Dạ, em chào chị Ngọc Lam. Chào cho anh Quỳnh Linh cùng toàn thể quý khán giả. Cái tên là Đỗ Thị Liên, quê ở Đồng Nai, hiện tại đang sinh sống và làm việc tại Bình Dương. Nay em 39 tuổi. Mình làm công việc gì hả chị? Dạ em làm bên kinh doanh và may mặc. Thanh là có ưu điểm khuyết điểm gì? Em thì có cái tánh hay thương người, nhiều khi em cho tiền ta mượn ta trả không trả tiền ta, không có đòi. Thôi thích nhất là vô em làm có tiền em đi chùa chuyện em đi cúng vậy đó. Ước mơ em là vậy. Bữa nào có tiền á đừng đưa cho ai mượn đi với Quỳnh Linh. Làm từ thiện không ai gọi là gạt được hết trơn á. Có gì tật xấu gì không? Điểm yếu thì nói chung là nói gì nấu ăn uống á dễ lắm. Từ nhỏ lớn là chưa có vô trong bếp núc. Trời đất ơi. Có mẹ mà nấu, có chị nấu, có em nấu à. Công tử quá vậy. Cái đi làm về lọt ra cái đồ đặt liền mới giặt vừa xong rồi ăn uống xong rồi lên nằm nghỉ rồi bấm điện thoại tới 11-12 giờ mới ngủ. Chết mồ không? Vô tư quá ha. Vô tư quá đúng luôn á. Có thuốc uống rượu gì không? Có gì thuốc thì có hút. 2 ngày 3 gói. Cũng nhiều quá nha, phải giảm bớt nha. Giờ chúng ta lắng nghe ưu điểm khuyết điểm với nhà gái nè. Cái là điểm mạnh của em là tính tình vui vẻ hòa đồng, thích nghe nhạc rồi với hát karaoke với chồng cắt lại hoa, yêu thích màu trắng. Có khi em ngày nào em cũng mặc màu trắng cũng được. Vậy à? Dạ. Bên đây thấy cũng vô tư lắm nè. Tôi thấy bên đây cũng mặc màu trắng là thấy được rồi đó. Còn điểm yếu của em thì nói chung là hơi khó tính. Nếu mà ai làm gì không vừa ý mình, tại vì tính em hay gọn gàng sạch sẽ, mà ai không vừa ý thì chắc có thể là mình cũng nói luôn. Rồi. Dạ. Gặp bên đây mệt rồi đó. Bên đây cứ ăn xong chơi game không á, bề bộn không anh trai? Nói chung thì anh không có bề bộn. Tính em là giờ thấy cái chuyện đó mình sái người ta phải không? Mình nói cho ta sợ. Có vợ về nhà, có phụ vợ nấu cơm nấu nước, có thay đổi được và không hút thuốc, không chơi game này kia được không? Lớn thì không game, không có chơi, nhưng mà có thuốc thì con thấy này thay đổi không được. Tại vì cái thuốc là hút từ năm 18 tuổi tới giờ, có thấy là giảm lần lần thì được. Wow. Hút thuốc là em không có chịu được mùi đó nha. Buổi sáng mà em chưa ăn mà nghe mùi đó là em bị say, em mất ói rồi. Có gì đâu thì dạ. Em trong nếu anh hút thuốc thì anh đi ra ngoài cửa, anh ra ngoài anh hút. Trời ơi. Ra ngoài nhưng mà lúc mà hai người gần nhau cũng hôi mùi thuốc. Tôi là đàn ông mà tôi nghe mùi thuốc tôi còn chịu không nổi, đừng nói chi là phụ nữ. Em qua em hủi trước dạ, giùm chị chứ. Em chào anh. Hủi từ xa. Anh em nói thiệt nha, em đứng đây là em nghe hơi nghe mùi đó. Chắc có lẽ là anh nên giảm bớt cái chuyện hút thuốc đi, mà nếu được thì bỏ luôn. Rồi mai mốt anh có con nữa làm chi. Chính xác. Cũng vì một người đó thì mình có thể bỏ được. Hy vọng là chị sẽ giúp anh bỏ được thuốc. Có hơi mùi chị ơi, nhưng mà anh hứa là anh bỏ nên thôi kệ, để từ từ coi thời gian sao. 38, bên kia 39, nhỏ hơn tuổi. Có sao không? Không sao. Không sao đúng không? Tuổi tác không quan trọng. Đường tình duyên của Thanh sao rồi? Nói chung người em từ nhỏ lớn chưa bao hết. Trời ơi. Chẳng ai em. Trời đất ơi. Có kiểm tra giới tính chưa? Không phải giới tính nhìn là nam thiệt, nhưng mà cái lúc còn nhỏ thì mình nghĩ là giờ mình lo yêu mà không có lo cho người ta được. Thì mình không dám yêu, tới chừng mình cắm đầu luôn đi làm, thì 6 giờ sáng đi làm, không thấy ánh mặt trời, chiều về không thấy mặt trời, thì thời gian nó qua trôi lại, già nào không hay. Giờ mới biết đó hả? Hỏi thiệt Thanh, như Thanh thấy con gái Thanh thích không?
chắc chứ. Có thấy hai người nắm tay ôm hôn lần nào chưa? Thấy trong phim này nhiều. Phim này lúc đó có cảm giác gì không? Trời, cũng có cảm giác đấy. Có bao giờ nằm mơ thấy hung cô nào chưa? Chưa. Vậy là tâm sinh lý có vấn đề đó nha. Tôi nói 38 tuổi mà không có thấy một cái cảm giác gì về tình yêu là không được á. Tức ghê vậy đó. Hả? À? Rồi giờ sao mà quyết định đi tới bạn muốn hẹn hò vậy? Thì nói chung lúc đó, ba mẹ ba còn sống á, nói những cái khóc góc thiệt á. Ông nói một câu á, lớn giờ lo tương lai cho mày đi. Chứ tao không phải để tập tao trong lại với mày đưa mày qua ai. Là năm 30 tuổi tới 33 tuổi là mơ mất. Thì từ cái chỗ đó, mỗi lần đi làm về đã thấy ông già ông ngâu ngay chiếc cửa cả hình bóng á, ngồi trên cái ghế á. Lúc đó mới nghĩ lại là thương, mà thương đó muốn rồi. Lúc có thì không biết chồng, mà mất rồi á thì mới biết chồng là muốn rồi. Mình có bị thương ba không? Là khi mà ba mất rồi vẫn chưa thấy được cô con dâu. Rồi, thấy thương không? Thấy nhắc thương. Tới ba cái rơi nước mắt rồi đó. Bây giờ... Người này thật lòng lắm nè. Thì sống tình cảm lắm á. Dạ. Mẹ lớn tuổi chưa? Mẹ nói 70 rồi. 70 trong nhà anh em đầy đủ. Ai cũng có gia đình lớn giáo đó. Mẹ muốn cái này nó hai đứa con trai nó này mà con 15 tuổi học lớp 6-7 rồi. Mẹ hối lấy vợ về cho mẹ lấy con dâu không? Mẹ nói giờ mình ba mèo nó nói mày không nghe giờ tụi tao đó tao nói nó mày lo mày liệu đi tao mày tao chống cái gì mày đâu thi thường chưa thôi được rồi để mình qua bên đi. Đó em rồi, hỏi cho sao trời chị nghe bên kia tâm sự chị thấy tội nghiệp không? Đường dạ. Tình duyên của mình sao? Tại em cũng có gia đình rồi có một bé 8 tuổi chung là ảnh bài bạc không có trách nhiệm với gia đình nên là em dừng lại. Vậy hả chị? Dạ. Chia tay lâu chưa chị? Dạ 2 năm rồi chị. Giờ bên đây là có một bé 8 tuổi. Bây giờ em gái đang ở với ai? Dạ em giờ đang ở với con trai em ạ. Duyên trai? Ý là em cũng tính là sang năm chắc là về lại dưới Đồng Nai lập nghiệp dưới đó luôn á. Nhà ai dưới Đồng Nai? Dạ mẹ em. Bây giờ làm ở trọ Bình Dương hả? Dạ em thuê nhà em buôn bán với làm may á. Tính sang năm em chuyển về dưới đó làm. Dạ. Nếu mà duyên số gặp đây người ta ở dưới Đồng Nai người ta buôn bán kinh doanh luôn á. Dạ. Mình có cần một cái mẫu hình lý tưởng thế nào không em gái? Ý là em cần một người là phải hoạt bát nhanh nhẹn và phải biết công việc trong nhà. Ý là nhiều khi cơm nước là cũng phải biết để các khi vợ bận thì mình có thể phụ giúp mấy cái việc đó. Rồi phải sống rồi phải có trách nhiệm với gia đình với phải thương yêu con em với mẹ em nữa. Dạ. Hỏi coi nhà trai thôi. Tiêu chí vậy nhà trai có thấy sao? Đó khi một quyết định đó mà yêu người nào đó thì mình phải lo cho con người đó. Đừng cả mẹ vợ mẹ vô mình cũng là mẹ. Dạ, chữ hiếu thì hai chữ hiếu cũng như nhau thôi. Không có bà mẹ vợ đẻ ra vợ thì tao có mình có vợ mình. Đúng rồi. Ở nhà hay khóc không? Không. Sao lần nay lên đây khóc? Không biết tự nhiên tao nghĩ tới ông già ba má. Nghĩ tới ông già ha. Thôi cố gắng nha. À, làm sao để có vợ sớm còn bà già nữa nè. Rồi bây giờ thì em muốn tìm người vợ thế nào em thử nói coi giống gì bên kia không? Em thì không có quan trọng về ngoại hình. Em chỉ quan trọng là tấm lòng ở trong là biết đi ra biết cái lớn người nhỏ ở ngoài kia rồi chứ không phải là dụ già vợ chồng và bạn bè dẫn nhau chứ mặt đóng lóng một vị tại sao em thích thấy cái chuyện đó không được thì nói thẳng tấm em là thẳng thắn lắm. Đúng rồi. Lan biết ngờ mặt đóng rồi sao không? Mặt đóng rồi. Đó. Vậy nó cũng kỳ lắm. Chị ơi, bữa nay mình đi với ai vậy? Dạ, đi với bạn, với anh trai à. Ôi, có em bé luôn kìa. Chào con. Thấy nhà trai bên đây rất là thành thật. Sẽ làm người chồng tốt. Cho gặp trai thế nào? Con có muốn mẹ đi lấy chồng không? Dạ, có. Con mong muốn người cha kế tiếp của con như thế nào? Dạ, biết chăm lo cho mẹ. Con thấy chú này nãy giờ nói chuyện con thấy được không? Dạ được. Bây giờ Thanh nói với cháu vài câu đi. Dạ, dạ, nói chung được cháu thì thích thì chú cũng rất mừng. Chú có chở cháu đi chơi khách tới lớn luôn. Tới con có vợ luôn. Trời ơi. Dạ, con cảm ơn chú. Rồi, Thanh đi với ai Thanh? Thanh đi với bạn của Thanh, và cũng như bà bạn mà cũng như là em. Em xin chào anh Nguyễn Linh. Xin chào chị Ngọc Lan. Thì theo tính tình của Thanh á, thì rất là hiền. Dạ chân thật thì đôi lúc thì thật quá thì cũng hơi
khờ khờ tí. Trong bạn bè trang lứa thì đều có gia đình hết. Thì bà trong em cũng vậy, bạn bè thì em cũng phiên với Thanh hoài. Thì cũng nên lập gia đình, có con cháu với người ta. Thì em xin nhận xét về phần bạn nữ này. Chị nữ bên đây rất là xinh, nói chuyện thì cũng hiền dễ thương. Thì em cũng mong rằng Thanh với chị cho nhau một cơ hội để tìm hiểu thêm. Rồi, cảm ơn ngày trai nha. Bây giờ rung lắm hả Thanh hả? Rung không? Nó đậm nó rung. Mày làm rung hả? Bây giờ mình kéo rào cho hai bên gặp mặt. Đúng nha. Đúng rồi. Bây giờ rung nữa nè. Mở rào. Em chào anh. Xin chào em. Sao nãy giờ là anh gặp em rồi thấy em sao? Thấy cũng được, cũng đồng tương đồng. Thanh. Thằng em. Dạ em cảm ơn anh. Dạ, em cũng có món quà tặng anh. Dạ anh cũng cảm ơn em. Dạ. Món quà là cái áo sơ mi, ý là bên tiệm nhà em làm. Dạ, dạ, dạ. Anh cảm ơn em. Phải màu đó không Thanh? Phải ghê em. Có thích áo trắng nữa. Nói chung là em cũng không biết số của anh á, em cũng may thì chung là án chừng hơi cái anh mặc thử. Ướm thử thôi Thanh, ướm thử thôi. Không, em nhìn chắc vừa. Màu trắng tinh khôi không? Dạ, tại em thích màu trắng và em thích nam mặc áo sơ mi trắng. Bây giờ á, giờ Thanh chưa giờ nắm tay ai à? Không, chắc có nắm rồi đó anh. Có nhưng mà nó nắm khác. À, nắm khác. Nắm không biết nắm luôn thấy chưa? Ta nắm như gì, như vậy con. Rồi tim mỏng coi, tim mỏng tim mỏng còn đập á, mày là lính luôn rồi. Rồi đó liên. Nhìn thẳng vô mắt người ta nè, nhìn ở đâu ở dưới vậy. Đúng rồi, bây giờ đó, rồi liên hát cho Thanh nghe đi. Thuyền xa sông, thuyền tìm ra biển lớn, theo tiếng gọi ngàn con sóng khơi xa. Đừng cách xa cho mi buồn đẫm lệ, rơi vì người đi mãi không về. Em xin hát. Thanh hát đi Thanh, hát. Mình hát cho đỡ luôn. Đúng rồi. Rồi 1, 2, 3, hát. Quên luôn rồi. Sao quên rồi? Em nhìn bẻ một cành cây đi. Bẻ một cành cây. Rồi. Bẻ một nhành cây chân ca. Để khi vô trường che trái cho em. Nhìn đây nè. Hương trái mê ly hai đứa xù xì. Cô giáo phạt vì em lệ quen mi. Bây giờ đó giờ chưa nắm tay phụ nữ bây giờ. Cũng chưa ôm ai bao giờ hết. Bây giờ ôm cái, tạo điều kiện ôm cái thôi. Chặt vô, chặt vô, đứng yên nguyên. Cảm giác sao Thanh? Ấm nè, đã không? Không mà, tôi chưa biết chuyện đã. Quay qua ôm anh Linh thử coi đã không? Ôm tôi mà đứng đã là mệt lắm á. Cho ôm cái coi cô có đã không? Ấm tao cho cô đã. Ôm lại coi. Lại coi. Ôm chặt vô. Ôm chặt đàng hoàng vô. Được. Bây giờ em hỏi nè Thanh, bây giờ em về làm dâu được không? Em về làm dâu được không? Nói chung thì làm dâu thì em cũng làm được, nói chung cái gì em cũng biết làm. Nhưng mà điểm của anh em thấy nhiều cái, ví dụ như hút thuốc rồi cái chơi game rồi đi làm về không có làm việc nhà này kia thì thấy cái đó mình phải sửa lại. Anh xin hứa là vô giờ là ngày trước là hai ngày một, hai ngày ba gói đúng không? Bây giờ thì anh sẽ hứa là hai ngày một gói, giờ từ từ anh sẽ giảm lần lần xuống. Em có nghĩ là anh sẽ về ở với em với ở chung mẹ già không? Dạ có, nếu mà anh mà chịu ở bên em luôn thì cũng tốt. Tại giờ còn có mình mẹ em thì em muốn ở chung với mẹ để nhà chăm sóc với mẹ. Nhà nó có kinh doanh buôn bán gì được không? Dạ nói chung là em tính về Đồng Nai thì em cũng buôn bán. Sang năm về đó thì mình xây nhà, mình sẽ bán một cửa hàng khác anh. Thì nói chung là ở bên đâu cũng là ở mà. Thế muốn khóc nữa thấy không? Coi vậy chỉ mít ướt lắm á. Về đừng ăn hiếp ổng nha. Dạ. À? Không, dạ, chị này là đẹp lắm. Chị này à, không ăn hiếp đâu. Dạ. Rồi á, bây giờ kinh tế nè. Hồi đó giờ em đi làm tiền em giữ hay em gửi ngân hàng hay sao? Em làm ví dụ tháng 10 triệu đúng không? Thì em cho mẹ 5 triệu, còn 5 triệu là em xoay sở, em chạy thôi, tại này đó thôi. Còn giờ lấy vợ thì sao? Bằng 10 triệu thì vợ 8 triệu, mình được 2 triệu để đổ, đổ xăng dầu này kia mình được chạy. Được 8 triệu được không? Dạ, không được. Cũng được ha. Anh thấy giờ này cái người đối diện thấy được không? Được. Được không? Thấy... Chịu không?
Chị thích không? Thích. Thích rồi đó. Còn chị, dạ, hồi nãy mở rào ra là chị thấy ảnh sao? Em thấy anh thì cũng hiền, nhưng mà cũng tình cảm, nhưng mà em thích thì người phải nói chung là hoạt bát mà nhanh nhẹn mới hay nói tí. Tại vì chị là buôn bán kinh doanh. Dạ. Bây giờ nè, nói chung là nói nhiều cho nó vui, tại lúc trước em gặp người đó cũng ít nói quá, rồi trong nhà cứ mạnh ai nấy làm rồi đấy. Ở không ơi, ai nói với ai mệt lắm chị ơi. Mình thích vậy nhưng mà đôi khi gặp nói nhiều mệt lắm. Nói nhiều thì nó càm ràm mệt lắm. Dạ. Thấy Ngọc Lan với Quyền Linh không? Hai người người nào cũng nói nhiều ấy, cho nên là đâu có ở chung nhà được. Dạ, em thích. Cũng như là 39 tuổi rồi. Dạ. Thật ra đó là Liên biết không, tìm một người rất là khó. Bây giờ tuổi giờ nó cũng lỡ làng, công việc bây giờ nó thật ra cũng ổn định nhưng mà nó cũng long bông lắm. Nếu mà lấy người mà trẻ hơn mình thật ra người ta cũng không dám đâu. Đó, người ta thấy rằng đó, bây giờ cũng làm chưa đủ nuôi bản thân lấy gì được. Thành ra hai người đều khó hết. Chính vì thế nên chương trình phải gọi là lựa chọn dữ lắm luôn mới tìm đúng cái cặp này luôn á. Chứ nói chứ từ đó giờ em thì không có biết quan tâm phụ nữ gái, tại từ giờ em cái đó em không biết cái là về cái ý nghĩ của người ta suy nghĩ như nào, mình không biết quan tâm. Không biết thì bây giờ về người phụ nữ sẽ chỉ nha. Người ta muốn gì chiều của đó nha. Đàn ông là phải ga lăng. Những ngày lễ em thấy người ta bánh bông ngoài đường đó, thì mấy cái ngày đó ví dụ như ngày của phụ nữ thì anh cũng quan tâm xíu. Em nói chị nghe nè, tại vì ảnh là không có kinh nghiệm đó, cho nên thí dụ mà ảnh không có khéo trong mấy chuyện đó thì chị nhắc nhẹ cũng được, không sao hết. Hồi đó giờ có tặng bông trai chưa? Thấy chưa? Chưa bao giờ tặng bông trai luôn. Đây là người đầu tiên tặng bông. Nói chung đây là người đàn ông trong veo và không biết cái gì về tình yêu luôn. Anh Thanh là rất biết lắng nghe, nãy giờ nói gì cũng lắng nghe và tiếp thu làm theo hết trơn á. Với lại ảnh là người cực kỳ có hiếu, mà cái người có hiếu với cha với mẹ là một cái người rất là tuyệt vời rồi. Thêm cái nữa là chưa bao giờ biết mùi phụ nữ nha. Là cái này ra là phải dùng cái chiêu đó đó. Tình yêu phụ nữ nó sẽ kéo anh làm bất cứ điều gì hết á. Thôi quyết định là ở chị. Đó, phải thích là bấm liền luôn nha. 1 2 3. Hết thời gian. Bấm hay không là quyền của mỗi người. Nào. Tiếc quá. Thôi được rồi, đó là duyên số. Bây giờ đứng đây. À, thật ra chúng tôi muốn kết nối cặp đôi này với nhau. Đúng rồi, rất là muốn kết nối. Để tìm một cái người mà cùng đi với mình đó, khó lắm. Thật ra đây mới là người chúng ta cần tìm. Cái gì cũng vậy, như một tờ giấy trắng chúng ta muốn vẽ gì trên đó chúng ta vẽ. Còn có những cái tờ giấy không còn tô vẽ nữa, để bôi hết những cái dòng mực đen đó rất là khó. Chúc cho hai chúng ta sẽ, mọi người sẽ tìm được một nửa mảnh ghép cho riêng mình nha. Dạ, em cảm ơn chương trình. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Sản phẩm cốt súp gà của công ty Quốc Việt Food được sản xuất theo tiêu chuẩn FDA, giúp cho món ăn thơm ngon, tròn vị và tiện lợi hơn trong quá trình chế biến. Sản phẩm không có MSG và không dùng chất bảo quản. Tập đoàn bất động sản Hưng Lộc Phát tặng mỗi bạn một voucher mua nhà trị giá 10 triệu đồng. Hưng Lộc Phát, kiến tạo giá trị cuộc sống. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Chúc chúng ta sẽ gặp nhiều may mắn trong cuộc sống và sớm tìm được nửa mảnh ghép của mình nha. Dạ, em cảm ơn chương trình. Cảm ơn chị. Rồi, cảm ơn anh, cảm ơn Liên nha. Vỗ tay càng vỗ càng đau. Thế nó sót làm sao? Anh Thanh là một người đàn ông hiền lành, nhút nhát, mà quá nhút nhát luôn nữa. Mà phụ nữ bây giờ cũng cần những người đàn ông năng động, nhanh nhạy chút xíu. Cái sự tổn thương của quá khứ nó làm cho chị có một cái rào cản để mà chị có thể chấp nhận một cái người mới. Hai chữ duyên phận nó vô cùng quan trọng, cái việc đó có duyên gặp nhau nhưng họ cũng không có phận với nhau. Bây giờ thì chúng ta kết thúc thôi. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chương trình được phát sóng vào lúc 17:50 thứ bảy và 22:30 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền Hình Thành phố Hồ Chí Minh. Cũng không quên gửi lời cảm ơn đến tập đoàn bất động sản Hưng Lộc Phát, Hưng Lộc Phát kiến tạo giá trị cuộc sống, và nhãn hàng thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép đã đồng tài trợ cho chương trình. Bây giờ thì Quyền Linh và Ngọc Lan xin phép được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Xin chào mọi người, mình tên là Minh Thúy, nghệ danh là Băng Băng, mình sinh năm 99. Cảm xúc của mình đến với chương trình là hôm nay khá là hồi hộp và rất là vui, cũng mong là sẽ gặp được bạn trai ưng ý với mình. Hình mẫu lý tưởng của Băng là mong bạn nam sẽ trưởng thành một xíu và bạn biết lắng nghe, chia sẻ với người yêu của mình. Em thích cười lắm, em hay cười nhiều. Hay cười đúng không? Dạ, kiểu như em biết chăm sóc mọi người, làm trò vui cho nhà đình vui á. Băng có chuẩn bị một con gấu bông, đó là hai người siêu anh hùng. Băng mong là bạn nam sẽ có sức mạnh như hai người này để bảo vệ người mình thương. Các bạn ơi, hãy cho mình một cơ hội đến với chương trình, thử sức biết đâu mình tìm được một nửa của mình. Chào mọi người, mình tên là Nguyễn Huỳnh Thanh Hiệp, mình sinh ngày 5 tháng 4 năm 95, mình hiện tại ở Sài Gòn nha. Khi mà đến chương trình á thì cảm thấy là vui, kiểu cũng hơi hồi hộp với bờ hồi như chút xíu, không biết là những cái diễn biến sau nó sẽ như thế nào, mình ra sao thôi. Mình cũng mong muốn chương trình là mai cho mình một bạn nữ cảm thấy là khá, cũng có một chút gì đó phù hợp với mình. Nếu mà phù hợp được cái phần trăm càng nhiều thì càng tốt, thì không được thì mình cũng có thể nói chuyện và tìm hiểu thêm cũng được à. Mình thích một bạn nữ vui vẻ, hòa đồng, thân thiện, kiểu cũng đôi lúc cũng biết suy nghĩ, thích cười chẳng hạn. Hôm nay mình đến chương trình á thì gia đình mình đều quý cả, thì gia đình mình cũng khá là bất ngờ khi mình tham gia chương trình này. Ôi, hôm nay được mời lên chương trình luôn, giữ ta kiểu là cảm xúc vui vậy đó. Hôm nay mình đến tham gia chương trình, mình có tặng một món quà, tuy nó không lớn nhưng mà nó nhỏ nhưng mà nó lại cứ là có ý nghĩa đối với mình và bạn nữ hoặc là những người sau này. Là một cái móc khóa thì món quà của anh tặng á là bên trong cái ba lô đó là anh tượng trưng là ba lô của tình yêu. Dạ. Nhưng mà ở trong ba lô nhỏ đó là sẽ có một cái móc khóa nhỏ nữa. Móc khóa đó là tượng trưng cho cái việc mà tình cảm của hai đứa mình á, anh sẽ khóa đàn tình cảm nó lại chỉ giữ yên và em và anh thôi. Thì và hai đứa sẽ cố gắng để mình bước tiếp một con đường dài hơn và tốt hơn như vậy nữa. Dạ, nếu hôm nay chương trình có tha mang vào cho mình một bạn nữ không vừa ý lắm thì mình vẫn có thể làm bạn với nhau mà. Mình có thể làm bạn mà có thể nói chuyện tìm hiểu với nhau sau, nếu mà biết đâu sau này cũng có thể thành đôi sao. Dạ, quan điểm hôn nhân của anh á thì nó cũng đơn giản thôi. Vui, hiểu, thấu đáo, quan tâm, chia sẻ. Với lại một điều nữa là hiếu thuận với cả hai vậy đó. Tại bởi vì anh thực sự đây anh nghĩ em cũng sẽ rất là hiếu thuận ba mẹ, anh cũng vậy, anh cũng rất là thương ba mẹ anh. Thì mong sau này anh cũng, nếu mà hai có hướng tới một cái gì đó xa hơn á, thì anh mong những cái điều đó nó vẫn sẽ tiếp tục mãi bền vững ở trong cái gia đình nhỏ và cả gia đình lớn của mình. Chúc mừng. Lý do mình đồng ý bấm nút với bạn nam là bạn có giọng nói khá là ấm. Mình tin là bạn sẽ là một người ấm áp, bạn yêu thương gia đình. Em nghĩ là bạn yêu gia đình thì chắc bạn sẽ yêu người yêu của mình sẽ như vậy. Thì anh mong những cái điều đó nó vẫn sẽ tiếp tục mãi bền vững ở trong cái gia đình nhỏ và cả. Ở bạn nữ có những điểm là khiến em cảm thấy là bạn khá là nhẹ nhàng và dịu dàng trong cái việc cách nói chuyện. Với lại bạn cũng khá là duyên, rất là xinh. Đó là kiểu cảm xúc của em khi mà nói chuyện và đứng gần bạn á, thì em cảm thấy rất là hồi hộp, như nó hơi gấu chút xíu. Bàn tay anh đổ mồ hôi nhiều á. Trời ơi, đổ mồ hôi thì lau mồ hôi đi chứ trời. Chứ có đâu mà nắm cái tay người ta được đi ra. Rồi, đây nè, cho mượn cái áo nè. Trời đất ơi. Rồi, xong, cắm vô. Rồi, cảm nhận lại nha, cái vụ mồ hôi mình quên đi. Thì anh cũng có dự định suy nghĩ rồi, nhưng mà anh muốn kiểu anh và em trao đổi hơn thêm một chút để biết được, rồi sau đó mình sẽ giao được một cái cuộc hẹn để cho hai đứa nó sắp xếp được cái thời gian và công việc hay gì đó ổn định hơn, để mình gặp nhau trong một cái hoàn cảnh là thoải mái hơn. Mình có thể sắp xếp một ngày nào đó mình có thể đi uống nước, uống trà sữa gì đó, mình có thể nói chuyện với nhau nhiều hơn. Hiện tại thì sức khỏe và tay của em nó đã ổn hơn chưa? Tay em bị gãy tay phải, cổ tay á, nhưng mà cũng khá là, cũng cách đây 2-3 năm rồi, nên là giờ nó cũng bình phục rồi. Nhưng mà nếu mà làm việc nặng gì quá thì nó sẽ đau lại thôi. Vậy thì em cố gắng giữ sức khỏe với lại giữ cái cổ tay của mình được tốt, và đừng có bị vận động nặng. Thì anh nghĩ nếu mà những người mà đã từng bị chấn thương á, sẽ dễ bị tái lại lắm. Thì em cố gắng giữ những làm đừng nhận việc nặng quá, có thể nhờ ai đó hay gì đó.
hỗ trợ cho mình cũng được. Anh có thể cho em biết anh bị tai nạn gì không ạ? Thực ra thì anh bị tai nạn cũng khá là nặng. Anh bị ở phần đầu, anh bị chấn thương sọ não. Do anh đi làm về và anh bị xe quẹt, người ta tông, người ta quẹt anh xong ta chạy luôn. Hiện tại thì anh cũng ổn rồi, cũng đỡ hơn nhiều nhưng mà vẫn chưa hoàn thiện hết. Chắc không sao đâu, anh nghĩ là cũng không sao. Để một thời gian nữa thì mình mới biết được. Tại vì hiện tại anh thấy sức khỏe anh đang tốt và đang hồi phục ổn á. Cho anh xin phép nắm tay nha. Dạ. Xin giới thiệu là tôi tên là Đỗ Thị Liên, quê ở Đồng Nai, hiện tại đang làm việc và sinh sống tại Bình Dương. Dạ cũng rất là hào hứng và vui mừng. Dạ mong chờ được gặp bạn Nam. Gia đình có đi tham dự là có con trai và người bạn thân là đến là để tham gia cùng ạ. Dạ bạn Nam thì em yêu cầu là ngoại hình thì phải cao 1m65 trở lên, có trách nhiệm trong gia đình, biết phụ giúp công việc trong nội trợ trong nhà. À, không thích bạn nam gia trưởng với bài bạc rồi rượu bia là em không thích. Dạ em có chuẩn bị một món quà là cái áo sơ mi để tặng cho bạn nam. Tại bên em là làm về tiệm may luôn thì em có nói chung là cây nhà lá vườn thì có cái gì thì em tặng cái đó. Nói chung là ở nhà thì tôi cũng thường hay coi chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò nên là mình cũng muốn đăng ký tham gia để được giao lưu và được quen biết nhiều người, với mình tìm cho mình một người để chia sẻ cuộc sống của mình thêm. À nếu mà chương trình ghép mà chưa vừa ý lắm thì mình cũng cho bạn Nam cơ hội để hai người tìm hiểu sâu hơn. Thanh thì nó cũng người hiền thà nhưng mà cũng hơi khờ, ăn nói thì cũng có được cho mấy. Em thì có cái tánh hay thương người, nhiều khi em cho tiền ta mượn ta, trả không trả tiền ta, không có đòi. Em thích nhất là em vô em làm có tiền em đi chùa chuyện em đi cúng vậy đó. Ước mơ em là vậy. Đi mà lấy thì anh sao hôm nay nhanh hết ngày chưa để con đi nữa. Hào hứng ngày nào cũng gọi mấy cô tôi đi với mẹ con nha. Con biết hôm nay mẹ đi đâu không? Con với mẹ đi hay gì? Dạ. Con tên gì? Dạ con tên Đỗ Vũ Phan Pha. Hồi hộp chị. Trời con trai thì hào hứng mà mẹ hồi hộp. Em thấy anh thì cũng hiền nhưng mà cũng tình cảm, nhưng mà em thích thì người phải nói chung là hoạt bát mà nhanh nhẹn mới hay nói tí. Chứ nói chứ từ đó giờ em thì không có biết quan tâm phụ nữ con gái, tại từ giờ em cái đó em không biết cái là về cái ý nghĩ của người ta suy nghĩ như nào, mình không biết quan tâm. Nói chung đây là người đàn ông trong veo, không biết cái gì về tình yêu luôn. Anh Thanh là rất biết lắng nghe, nãy giờ nói gì cũng lắng nghe và tiếp thu làm theo hết trơn á. Với lại ảnh là người cực kỳ có hiếu, mà cái người có hiếu với cha với mẹ là một cái người rất là tuyệt vời rồi. 2 3 hết thời gian, bấm mới không là quyền của mỗi người. Nào tiếc quá, thôi được rồi, đó là duyên số. Bây giờ đứng đây sau khi ghi hình thì em thấy mình cũng đến là cũng tham gia chương trình thì mình cũng biết được bên chương trình. Nay gặp bạn Nam thì nói chung là em cũng trái tim em chưa rung động ạ. Nói chung là anh đó có nhiều điểm là chưa có phù hợp với em ấy ạ. Dạ nói chung là anh thì hơi hiền quá thì cũng nhiều khi mình làm việc buôn bán thì nói chung là mình cũng thích người mà hoạt bát hơn chị, với nhanh nhẹn. Em thấy anh thì cũng hiền nhưng mà cũng tình cảm, nhưng mà em thích thì người phải nói chung là hoạt bát mà nhanh nhẹn mới hay nói tí. Việc ví dụ như phụ giúp này kia anh cũng chưa có phù hợp với em.
Bạn biết không biết bạn trai nghĩ như thế nào, thì cũng mất tiền. Bạn nghĩ sao giờ mình không biết được, tại vì đầu óc của ta ta lý trí của ta chỉ có một suy nghĩ thôi, còn mình sao không kiểm soát mình sao không? Dễ cho cơ hội của dễ cũng như cho cả anh cũng như cho cả con tôi dễ thôi, đều có cơ hội nha. Còn mà chỉ cho cả là cũng như là không cơ hội cho anh thì cũng chung chỉ có một cơ hội vậy thôi. Thì mình cũng thấy cũng nhất thiết cho thằng người bạn, thì tại vì nó cũng hiền quá. Mình sẽ về, mình sẽ tiếp tục và nói thêm những gì cần thiết mà để cho Thanh hiểu thêm. Theo như Thanh thì rất là hiền. Bây giờ mà kiếm một người như Thanh như vậy cũng không phải là dễ, cũng là khó. Thì đối với người bạn nữ, người chị đó, nói chung là cũng hơi cắt quá. Mình cũng phải lớn tuổi rồi, cũng phải trải lòng và mở lòng nha, để mình tiếp nhận những việc mà theo mình nghĩ là yêu cầu bạn nữ thì có thể mình về mình trao đổi với nhau để từ từ mình thuyết phục để cho hai người hòa hợp lại với nhau. Thì mình nghĩ là như vậy thì được, nhưng mà thấy bạn nữ hơi gắt quá trong thì theo mình nghĩ là Thanh là cũng nhắc tốt, nay là 38 tuổi nhưng mà trai tăng thì chưa có quen biết ai. Vậy là nếu mình còn gì bằng chị bạn nữ thì cũng đã có gia đình, cũng là nhân dân bằng đò, cũng có một là bé cháu. Thì như vậy theo mình nghĩ như vậy á, nếu mình cũng đã qua một lần rồi thì tơ như vậy là cũng như tờ giấy trắng vậy đó. Khi mình về á, mình muốn có thể mình điều khiển người ta được, còn những người mà lâm lợi hoặc bác á, đâu phải mình muốn là được đâu. Theo tiếng gọi ngàn con sóng khơi xa, đừng cắt xa cho mi buồn đẫm lệ, rơi vì người đi mãi không về. Cát Tường và Quỳnh Linh xin chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Phải nói là tự nhiên anh thấy sung vậy sao luôn, cái từ mỗi lần nói tình yêu tự nhiên anh người anh nói sung sao á. Ủa đứng yên đi đừng có sung nữa, em hỏi anh nè, cả đêm hôm qua em không ngủ được. Ủa sao vậy? Em trằn trọc em suy nghĩ hoài em không thể nào ngủ được. Lý do? Có một cái điều mà em suy nghĩ hoài vẫn không ra. Đặt trường hợp cụ thể vô cái việc này là em chẳng hạn. Em thấy tự nhận xét về bản thân mình, em là một người hết sức là tốt với tất cả mọi người. Chơi với bạn bè cũng tốt, với đồng nghiệp cũng tốt, với ai em cũng tốt. Ai cần gì giúp đỡ khó khăn em đều sẵn sàng trả lời. Rất tử tế đúng không? Rất tử tế với tất cả mọi người. Nhưng mà bây giờ sao tới giờ phút này em vẫn ế? Đúng. Anh trả lời câu hỏi đó cho em. Tức là ý em nói là đôi khi tử tế quá thì cũng ế đúng không? Chẳng lẽ bây giờ em phải là đối với mọi người em phải xấu? Không phải xấu nhưng mà anh nghĩ thế này nè, trong tình yêu á đôi khi nó cũng phải nổi loạn chút xíu. Nổi loạn là sao? Nổi loạn tức là nó có những cái tức là không phải nó như ngày xưa mà yêu nhau cái e thẹn rồi không gặp gỡ rồi đứng cái lắc qua lắc lại hay là nắm tay chút xíu. Em đâu có vậy đâu, em không có e thẹn. Thậm chí gặp nhau, trời ơi em, trời ơi dễ thương quá thấy ghét luôn à. Thí dụ vậy, tình yêu nó đôi khi nó nổi loạn vậy, không phải sung như vậy. Mà nổi loạn nhiều khi mình thấy người ta đau khổ đó, mình thấy người ta đang buồn đó, mình muốn đến mình an ủi mình với người ta nhưng mà mình phải chảnh lên một tí. Mình lemon question. Đó, mình sẽ vậy đó, nhiều khi người ta lại quấy lại nhìn mình. Nhưng mà quan trọng là thế này, mình nói thì đó là quan điểm của mình thôi. Quan trọng là những cặp nào họ đang yêu nhau mình hỏi xem đôi khi tử tế quá có ế hay không. Đúng rồi. Rồi. Dạ. Em mời bạn nữ của em mời không? Để em hỏi coi là như thế nào, có tử tế hay mời, không tử tế. Bạn hạ xuống nha. Và bây giờ xin tất cả mọi người hãy hướng mắt về phía Cát Tường để chào đón người bạn nữ đến với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò của chúng ta ngày hôm nay. Và bước lên sân khấu. Một nụ cười rất tươi, một cái màu hồng lè. Rồi tôi tưởng tôi nổi nhất rồi đó, mà còn có người nổi nhất hơn tôi nữa. Chào em tên gì? Em tên là Đỗ Ngọc Đoan. Đỗ Ngọc Đoan? Dạ. Đoan năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ, em 22 tuổi, em đến từ Bình Dương. Bình Dương dạ. Hả? Trước tiên hỏi về gam màu đi. Dạ. Vậy là chắc màu hồng em là màu thích em. Là màu hồng. À, bao đây yêu thích nhất là màu hồng. Thường màu hồng là cái rất là dễ thương, rất là thùy mị. Nó rất là hợp với cái tên của em. Cái băng đồ cũng hợp với bộ đồ đồng. Dạ, băng đồ thì do chính tay em làm luôn chị. Chính tay em làm dạ. Luôn. Trời ơi, Ngọc quá Đoan ha. Ngọc Đoan ha, tự tay may quần áo mặc ha. Phải, rồi. Tự tay may cái băng đô. À, băng đô chứ không phải băng đồ.
Bên đó hồng lè đúng không? Hồng lè, bên đây vàng khè. Thử xem nha. Nào, xin mời chàng trai chúng ta xuất hiện. Cái gì vậy? Cái gì bà ơi? Cái gì vậy? Vụ gì? Trời ơi! Sao anh nói chơi mà giấu thiệt vậy trời? Sao vậy? Xin chào bạn. Vàng khè hả? Bên kia hồng lè, bên đây vàng khè. Cha có gì hết hiếp hốt như ta. Rồi, mời bạn ngồi, mời bạn ngồi. Chào bạn. Chào bạn tên gì? Dạ, anh tên là Bảo Quân, Nguyễn Bảo Quân. Bảo Quân. Bên kia là Ngọc Đoan. Bảo Quân Ngọc Đoan. Ủa sao tên nghe giống đòi cải lương quá ta. Bạn năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ em 23. 23 tuổi. Bạn đang làm nghề gì? Dạ em là nhân viên thiết kế website ạ. Thiết kế website? Dạ. Tôi tưởng đâu bạn vũ công chứ. Dạ lúc trước em có đi nhảy. Bạn có đi nhảy? Dạ. Có đi vũ đoàn nào không? Ai có sinh nhật hay là show đám cưới gì đó thì mình nhảy. Bạn phối màu coi nổi quá nha. Màu này bà bên đây nổi lắm đó nha, cái tường nha. Trời ơi, bên đây cũng đâu có thua kém mà bên đây hồng lè mà tự tạo nữa nha. Đoan nè, chị muốn hỏi em là em đã yêu bao giờ chưa? Dạ chưa bao giờ yêu hết. Chưa bao giờ yêu? Dạ. Tại vì em nghĩ khi yêu thì mình nên đến tiến đến hôn nhân, đừng có yêu qua đường giống như cho có với người ta thôi. Rất là lãng phí thời gian của cả hai bên. Vậy bên kia có ý định kết hôn không? Chứ bên đây là ta tìm hiểu đến với chương trình này là em cũng muốn tìm được một cái người bạn để tiến đến hôn nhân. Thì bên đó có ý định vậy hay không? Đó giờ có chơi qua đường à? Có người yêu chưa? Lúc trước có. Lúc trước là lúc nào? Lâu chưa? Cách đây khoảng 2 năm. 2 năm em đã được mấy mối tình rồi? Khoảng 4. 4 mối tình rồi. Wow, hết dữ ha. Bên kia chưa có mối tình nào hết. Tức là em là một người trải nghiệm tình yêu hơi nhiều. Theo em thì để cho mối tình lâu dài và tiến tới hôn nhân thì em cần quan điểm của em như thế nào về đối phương của mình? Hai bên tức đầu tiên là phải hợp tính nhau, chịu sửa đổi với nhau, chịu nhường nhịn nhau, phải biết yêu thương và chia sẻ nhau thì nó mới bền vững. Còn nếu mà cưới về mà ý em giữ, ý anh giữ thì cũng không có bền. Thí dụ giờ em gặp mà thấy em thấy hợp ý rồi, em có cưới liền không? Em nếu mà hợp thì em định thời gian quen nhau. Bao lâu thì cưới? Nếu mà hợp luôn á. Nửa năm. Nửa năm. Rồi cưới xong rồi tương lai dự định thế nào? Thì bạn ấy qua ở dâu rồi cái đi hai người đi làm. Ở dâu? Hai người đi làm rồi gì nữa? Thì đi làm rồi sinh con đẻ cái thôi. Con đẻ cái. Còn thích mấy đứa. Nửa năm có nhanh quá không? Quen nhau mới có nửa năm mà đã hiểu được nhau chưa mà đòi lấy nhau rồi. Ta muốn vợ quá thì ta lấy chứ sao. Tìm hiểu không kỹ rồi lấy về rồi cho ta lên đường nữa. Đoan nè. Mời quý vị khán giả đón xem chương trình Bạn Mối Hẹn Hò cùng Quỳnh Linh và Ngọc Lan. Chương trình được phát sóng vào lúc 17h50 thứ Bảy và 22h30 thứ Hai hàng tuần trên kênh HTV7 và kênh YouTube MCV Media. Chồng và có con là được. 23 tuổi là mình bắt đầu quá có bạn trai. Rồi mình tìm hiểu nhau, mình yêu nhau 2 năm. 25 tuổi, muốn mấy đứa con? Hai đứa là được ạ. Trai gái gì không hay là trai gái gì cũng được. Trai gái gì cũng được. Nhưng mà nếu như cái đối tượng của em mà người ta quá nhiều kinh nghiệm như vậy, người ta quen nhiều người quá vậy thì em có ngại không? Trong khi em là một người rất là tử tế, rất là nghiêm chỉnh, rất là chung thủy trong tình yêu mà người ta bên bển người ta quen 4 người rồi đó. Em có ngại không? Chỉ cần ví dụ như thương em là được rồi, không cần phải ngại gì về quá khứ. Không ngại quá khứ nhưng mà rủi bây giờ em là cái người thứ năm, người ta quen ít bữa rồi người ta lại cho em qua đường luôn thì em nghĩ sao? Em không nghĩ đến chuyện đó, tại vì nếu đến chuyện đó, có chuyện đó xảy ra thì chắc không làm lãng phí thời gian của nhau nữa. Thì lúc đó em sẽ có kinh nghiệm, em sẽ bắt đầu có được một mối tình, đúng không? Nãy giờ bạn nghe bạn bên kia nói chuyện rồi, bạn cảm nhận bạn bên kia thế nào, có hợp ý với bạn hay không? Dạ, thấy hợp. Thấy hợp hả? Cảm nhận là như vậy? Dạ. Em thích một người phụ nữ nó đảm đang như những người phụ nữ ngày xưa rồi vậy. Đảm đang? Dạ. Bên kia người ta thích người phụ nữ đảm đang. Bản thân em thấy là em có đảm đang hay không? Dạ, em nghĩ thì em đảm đang về phần những công việc sở thích của em. Chứ phần nấu ăn thì chỉ được thôi chứ không đến nỗi giỏi. Nhưng mà em không thích làm cá. Không thích làm cá? Dạ. Thích làm cá bên kia, không thích làm cá. Vậy thì tự làm tự ăn nha. Trời, nếu như mình có cưới nhau là tự làm để nhau ăn. Chị, em nghĩ là bên đó có đáp ứng được những yêu cầu của em không? Em cũng không dám nói trước được nữa, tại vì em không thích người gia trưởng lắm. Có nghĩa là nếu muốn ăn cá tự ăn nha ông. Ông đừng có bắt bên đây làm nha ông. Bên đây không biết làm cá, đừng có gia trưởng quá. Rồi cái gì nữa em?
Em muốn là bạn trai của em cũng phải biết bơi lội. Em thích bạn trai của em phải biết bơi lội. Và biết bơi không, không biết bơi thì đi vô bờ. Bà biết bơi không? Biết bơi không? Dạ biết. Biết bơi. Bơi nó biết bơi kiểu gì? Bơi ngửa, bơi trường sắt hay bơi chó? Bơi bơi ếch, bơi ngửa, bơi sải, bơi bướm. Ngoại hình em có thích người đàn ông sao? Để chị qua chị nhìn mặt giùm cho em. Dạ. Ngoại hình thì chỉ cần cao hơn em một chút. Khi đi bên em thì đừng có mập quá. Tại vì nếu mập quá thì giống như số 10. Mập quá là giống như số 10, bên đó có mập không anh Linh? Không, bên đây mỏng lé. Mỏng quá được không em? Cân đối là được rồi chị. Cân đối là hả? Mỏng hơn em được không? Dạ không. Chứ bên đây cũng mỏng lắm á Linh à. Để em qua em coi bên đó mỏng cỡ nào nha. Mỏng thì được mà đừng có lét. Trời, cái này mỏng lét. Sao mỏng quá vậy? Cái này gió thổi là bay á. Trời ơi, style quá vậy. Đồng hồ hip hop hả? Rất hiện đại nha. Hiện đại, hiện đại. Ở đây hiện đại lắm á. Không biết có hại điện hay không. Nè, bây giờ hỏi lại một câu nè. Tự làm cá ăn chịu không? Dạ được. Được phải không? Em biết nấu ăn mà. Nấu lên bên đây ăn luôn nha. Vợ chồng mà phải chia sẻ nhau chứ. Đó. Được, 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 được. Chị hứa đảm bảo với em, ngoài cái chuyện hơi mỏng lét một chút xíu, đảm bảo nấu ăn ngon, phục vụ em suốt đời, rất là tử tế. Anh thấy hình như là bên kia với bên đây cũng hơi hợp nhau đó. Để anh coi thử sao nha. Em thích phụ nữ nổi loạn không? Chút chút thì được. Chút chút hả? Nổi loạn quá không được hả? Để tôi xem nha. Cười kỳ quá. Bạn này không có nổi loạn, bạn này nổi lành bền. Trời ơi, sao mà mỏng dữ vậy? Này chắc cao lắm, 25kg à. Có đồng tiền nữa nha. Thấy không, mắt chớp chớp long lanh nha. Rất dễ thương bạn ơi. Hợp với bạn đó, hai người đi xe đạp điện chạy nhanh lắm. Cái gì đó em nghe. Hồi nãy giờ khi mà em chia sẻ thông tin thì chị hiểu em là một người chưa bao giờ yêu. Mặc dù tuổi còn rất trẻ nhưng mà trong tình yêu em quan điểm phải rất là đàng hoàng, đâu ra đó, đúng không? Suy nghĩ cho kỹ. Đừng có vì mình lên tham gia chương trình mà mình chọn đẩu, chọn đại. Mất thời gian để mình tìm đối tượng khác nha. Là phải cưới. Mỏng lắm. Yêu, tình yêu là một cái sự tử tế. Khi đã chọn một điều gì đó mình phải thật tâm bằng trái tim của mình. Phải hợp ý. Chúng ta không nên giống như bạn gái bên đó nói là qua đường. Và bây giờ chúng ta sẽ có 2 phút để suy nghĩ và chọn bạn cho mình. Màn kéo lên. 2 phút bắt đầu. Suy nghĩ kỹ nha, nó hứa làm cá chưa chắc nó làm đâu ạ. Nhìn đây nè, nhìn tôi chi. Nãy cũng nghe bạn chia sẻ mình không phải là người đàn ông gia trưởng, cũng có thể nấu ăn, cũng có thể làm cá. Nên nếu mà bạn thấy hợp thì mình có thể làm quen với nhau. Gia đình bạn có đòi hỏi con dâu như thế nào không? Không. Gia đình bạn có bao nhiêu anh em? Hả? Bao nhiêu anh chị em? Một người. Một mình. Một mẹ. Ba mẹ bạn ở chung với bạn luôn hả? À. Đừng lo, nếu mà thích, nếu mà cưới về, nếu mà thích thì có thể ra riêng. Bạn có thường xuyên đi biển không? Chưa. Chỉ có hồi nhỏ đi thôi, tới dần lớn mà đi học là chưa có đi. Tấn công lại đi, sao để mình đi hỏi không vậy? Nhanh lên đi, hết một phút rồi, tấn công lại. Bạn có cần biết gì về mình nữa không? Nhìn tôi hoài trời. Suy nghĩ cho thật kỹ. 5, 4, 3, 2, 1. Hết thời gian. Chờ mời hai bạn đặt tay ra phía sau ghế. Có một cái nút. Sau khi đã tìm hiểu, quan sát, và bây giờ là đến thời khắc quyết định. Chúng ta có nên bắt đầu hẹn hò và tìm hiểu nhau để tiến đến hôn nhân gia đình hay không? Đây là một cái điều hết sức là quan trọng. Đây không phải là vui chơi qua đường, mà đó là đang trên con đường dẫn đến một cái tương lai nó sáng lạng hơn cho mình, để chấm dứt cuộc đời sống đơn độc. Suy nghĩ thiệt kỹ.
Và bây giờ thời khắc quan trọng nhất. 3 2 1 bắt đầu. Nè, chính tay làm nè, cái này cũng chính tay làm luôn đó, khéo tay hay làm đó nha. Có gì tặng hết, mình tặng trái tim cho bạn cũng được. Trái tim này. Ôi, tặng trái tim cho bạn cũng được. Lý do đi sao bà lại đồng ý hẹn hò với bạn nữ? Bạn thấy dịu dàng, có nét đảm đang của người phụ nữ ngày xưa. Với lại nghe bạn chia sẻ thì có vẻ thích chiều chuộng chồng. Chiều chuộng chồng, thích nhất là đó đúng không? Em nghĩ đây có thể là người bạn đời của em không? Cũng có thể. Cũng có thể. Đây là vé xem phim gửi tặng hai bạn. Chúc hai bạn đã hẹn hò thành công. Và hy vọng rằng với cái thời gian hẹn hò này, hai bạn sẽ tìm ra một cái tương lai rất tươi đẹp đang chờ phía trước. Nào, chúng ta hãy nắm tay nhau và đi xem phim. Sao vậy? Sao nắm tay rồi buông ra? Nắm tay nhau đi xem phim. Mời hai bạn. Mời hai bạn. Như vậy là chúng ta đã gặp cặp đôi đầu tiên, rất là dễ thương. Có thành công rồi, thành công rồi. Về tất cả mọi thứ. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ gặp cặp đôi thứ hai để xem có giống cặp đôi đầu tiên không nhé. Hy vọng là anh em chúng ta sẽ thành công. Xin mời chàng trai. Sao mà ồ to quá vậy? Xin chào giám đốc. Xin chào anh Quyền Linh. Lịch lãm, bạn lúc nào cũng mặc đồ vest thế này à? Tại công việc của em là một nhân viên tư vấn về tài chính. Nên đây là trang phục hàng ngày đi làm của em. Bạn tên là gì? Em tự giới thiệu, em tên là Ngô Đức Đại. Đại, tên dữ nha. Bạn bao nhiêu tuổi? Năm nay em 22 tuổi. 22 tuổi mà làm nghề tư vấn tài chính cũng khá giỏi đấy các Tường ơi. Nghe sơ lược, nghe anh diễn tả và nghe bạn ấy tự giới thiệu thì em hình dung bước đầu là phong cách và ngoại hình rất là chuẩn đúng không anh? Đúng rồi. Rất là chuẩn phải không? Rồi bây giờ bình tĩnh chờ em một chút xíu nha. Em coi bạn gái em hôm nay có chuẩn không nha. Và bây giờ mời bạn nữ của chúng ta bước ra sân khấu. Tên là Phương Uyên. Phương Uyên, dạ. Em bao nhiêu tuổi? Dạ năm nay em 21 tuổi, hiện tại em đang là sinh viên năm tư của trường đại học sư phạm ngành tiếng Pháp. Vậy là nói tiếng Pháp giỏi lắm phải không? Dạ. Nói thử một câu tiếng Pháp chào mọi người đi. Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Em có thể giới thiệu đôi điều với tất cả mọi người về bản thân em, về cuộc sống, quan điểm, sở thích hay là công việc hiện tại của em chẳng hạn? Dạ nhìn em dịu dàng vậy chứ em không có dịu dàng đâu chị. Tại vì bạn bè em và mấy anh chị trong chương trình khuyên là em nên mặc đồ dịu dàng xíu để dễ kiếm người yêu. Thật ra trong người em mà không có dịu dàng em rất là bạo động đúng không? Nghe em chưa? Em rung quá. Bên ngoài là dịu dàng là tại vì người ta chỉ mặc dịu dàng để dễ kiếm người yêu thôi, chứ còn bên trong là rất nổi loạn. Em có thích người bạn của em có tính nổi loạn không? Em rất thích những người bạn của em có tính năng động và nổi loạn. Với cái tính cách em rất là chững chạc thế này em lại thích nổi loạn à? Đây chỉ là chững chạc bên bề ngoài về hình thức của em thôi, thì tự em rất năng động và nổi loạn. Vậy là em sống hơi giả dối. Không phải là giả dối mà đó là công việc áp đặt em phải làm như vậy. Còn ngoài công việc ra cũng thua kém bạn nữ. Sở thích của em là gì? Sở thích của em là cuối tuần có thể là đi câu cá, thả diều cùng bạn bè. Thích trồng hoa và nuôi cá. Đặc biệt có sở thích là nuôi chó và bắt lông chó. Thích nuôi chó bắt lông chó là sao kỳ lạ vậy? Ngồi chải lông cho chó. Ủa mà anh Linh ơi, em thấy rất là hiện đại mà sao bây giờ nghe sở thích giống ông già vậy? Trời. Cái gì mà trồng hoa rồi cái... câu cá gì tùm lum hết trơn vậy? Già có 70 tuổi mà có tật mà bứt lông chó đó. Đủ mai mốt em về em chải đầu cho vợ em làm sao? Em có sở thích là vuốt tóc phụ nữ tóc dài.
Bên đây không có lông dài để vuốt đâu nha. Bên đây là vừa thôi em. Trời ơi. Trang phục của em thì rất là dịu dàng nhưng em rất là năng động. Và ngoài cái điều đó ra thì cái sở thích của em là cái gì? Dạ em thích ca hát, nhảy và đặc biệt em rất thích diễn kịch. Hiện tại em đang tham gia một nhóm kịch nhỏ chuyên đi diễn ở các quán cà phê chị. Thường thì khi em đóng kịch thì em phù hợp những cái vai nào? Em thích diễn những cái vai đanh đá xéo sắc đó chị. Chị thấy em trả lời, chị thấy em đã xéo sắc với chị rồi. Em nói mà em lý khuấy chị dữ vậy trời, chị sợ quá à. Em nghĩ là bên kia chắc không có theo đuổi bên đây nổi đâu á. Chứ bên đây là dữ dằn lắm đó nha anh Linh. Bạn có thích bạn gái của bạn là nghệ sĩ không? Em có thích người của em là người nghệ sĩ. Đặc biệt là có thể là trình diễn như là ca hát, hoặc là nếu bạn diễn kịch thì em đó, em và Dinh em có anh chị em thì cuối tuần thường đi coi kịch và đặc biệt là kịch ma. Bạn bên kia có đóng vai ma được không? Dạ được. Dạ được luôn. Sao hợp lý dữ vậy ta? Anh hỏi em là em sợ điều gì nhất trong tình yêu? Em sợ điều là yếu đuối trong tình yêu, có thể là như là bị người yêu đá. Bị người yêu đá? Em có từng bao giờ bị người yêu đá chưa? Chưa bao giờ, em toàn đá người ta. Trời ơi! Em đá người ta không? Nghe dữ lắm nha. Tự tin quá em. Bên... để bên đây em có, em hồi đó giờ em đá người ta hay người ta đá em? Đá người ta không chị? Rồi hai bên cũng đá luôn. Hai bên đá qua đá lại coi ai chết trước cái tiền. Ủa sao ác như em, anh hỏi thật nè. Em quen người ta em cứ đá người ta hoài vậy? Em đá mấy người rồi? Hiện tại là 5 người. Đá 5 người rồi. Lý do tại sao em đá có biết không? Thứ nhất là không hợp. Thứ hai là có thể là không tiến tới sâu nữa. Thứ ba là em không thích nữa là em đá. Trời đất ơi, không thích là đá hả? Trời đất ơi, cái gì mà không có đạo đức hạnh kiểm gì vậy trời. Cái gì không thích là đá là sao? Hơi em căng rồi nha. Bây giờ bên đây nè, tôi hỏi nè, em đá mấy người rồi? Dạ bảy. Bảy người. Tại sao em đá? Dạ tại em thấy không hợp nhau, quen nhau chỉ tốn thời gian thôi, bây giờ thôi kết thúc sớm bớt đau khổ. Kết thúc sớm bớt đau khổ. Quan điểm người đàn ông em thích là như thế nào? Dạ em thích một người cao ráo đẹp trai. Cao không? Bên kia có cao không hay là có ráo thôi? Cao. Rồi. Nói chung là lịch lãm. Tiếp. Yêu thú vật. Yêu chó được không? Dạ được. Rồi yêu thú vật, bên đây yêu chó là bên đây chịu đúng rồi đó. Đúng rồi. Rồi gì nữa? Đặc biệt là môi cong xíu, em thích trai môi cong. Môi cong là môi sao em? Em cũng không biết diễn tả sao nữa chị. Môi cong, bên đó môi có cong không? Môi bên đây không có cong mà môi dảnh. Dảnh lên hay dảnh xuống? Dảnh xuống. Cái đó ta kêu là xệ ông ơi. Dảnh thì phải dảnh lên chứ, dảnh mà dảnh xuống là dảnh sao? Ủa mà tại sao là thích môi cong là sao em? Tại em thấy nó quyến rũ sao chị? Môi cong quyến rũ? Chị chưa thấy môi cong quyến rũ ở chỗ nào hết trơn nha. Môi này hơi cũng dảnh nhưng mà hơi sức. Nó chơi chứ giống là anh Julie lắm nha em nha. Đừng có đùa nha. Với lại có kinh nghiệm hôn. Hả? Dạ có kinh nghiệm hôn chị. Có kinh nghiệm hôn? Dạ. Có nghĩa là cái môi cong là có kinh nghiệm hôn hả? Dạ dạ. Môi cong là có kinh nghiệm hôn. Bên đó có kinh nghiệm hôn không? Sao tôi sốc với nhân vật bên kia quá ta? Anh Linh có kinh nghiệm hôn không? Có không? Cho em hỏi là bạn nghĩ mình quen năm bạn gái thì có kinh nghiệm hôn hay không? Vậy bạn nghĩ mình quen 7 người rồi có kinh nghiệm hôn hay không? Trời ơi. Tôi không thể nào mà ngồi yên một chỗ được nữa. Tôi phải đứng lên thôi. Trời ơi là trời. Quá sốc luôn, sốc như con ốc. Bây giờ sao đây? Bây giờ để tôi coi cái môi này dảnh lên hay dảnh xuống nha. Đâu, dảnh như thế nào? Ủa, đâu có dảnh gì đâu. Cái này môi dưới hơi dày. Y như cái miếng dưa mắm vậy đó. Cái này hôn chắc đụng răng quá. Môi trên không thấy mà thấy môi dưới không à. Em quay mặt rồi chị nhìn cái coi. Đúng là giống Hàn Quốc thiệt. Ồ tối qua mất ngủ hả em? Dạ tối qua em đi chơi về khuya khoảng tại thấy cái bụng trên lỗ mũi bự quá. Dạ đó là bụng từ nhỏ vậy. Vậy hả? Mộng dạ. Bụng bẩm sinh. Dạ người ta nói là em có cái bụng ở giữa khuôn mặt là một người có cái tướng tài, sau này cũng thành đạt trong lĩnh vực kinh doanh.
rất là tự tin, rất là tự tin. Chị rất là ấn tượng về em, mà chị rất là không có cơ hội nào để hung thử em, của em có kinh nghiệm cỡ nào không? Được em, được em, được, chị thấy được đó. Ây da, mà em lo quá, không biết cái cặp này bây giờ ở với nhau rồi nó sẽ đi về đâu nữa trời. Anh ơi, thiệt nó cũng chành nhà cửa hết quá. Không biết là em muốn gặp cô kia không, chứ thật sự anh cũng rất muốn gặp cô kia. Bởi vì anh rất ấn tượng khi mà nghe bên kia phát biểu. Để xem nha. Nè. Hồi đó giờ á, anh cũng gặp nhiều cặp tình nhân lắm rồi, cũng nghe trải nghiệm tình yêu nhiều lắm rồi. Nhưng đây lần đầu tiên là gặp cái trải nghiệm tình yêu nó sốc như cái nóc. Để xem. Ủa sao người khác với tiếng nói ta? Em lên tiếng chào. Gương mặt khác với phát biểu, dễ thương, nhìn đâu có sốc mà nói hơi sốc. Giữa cái lời nói và cái con người hình như khác nhau. Quan trọng là ánh mắt, tức là cảm nhận như thế nào. Nhưng mà anh Linh ơi, em nghĩ đối với cặp đôi này mình không cần phải nói nhiều, mà để họ tự coi như là sốc với nhau đi anh. Em thấy là coi như cả hai đang sẵn sàng nghênh chiến với nhau dữ lắm đó anh. Mình cứ để cho họ mặt đối mặt đi anh. Mình coi bên nào đá bên nào dữ hơn anh. Để coi ai đá ai. Nào, chuẩn bị. Anh nghĩ rằng đây là hai tính cách phải nói rất là đặc biệt, cá tính rất là mạnh. Nào, mời màn kéo lên. Chúng ta sẽ có 2 phút. Cuộc thi đá bắt đầu. Quan điểm về của mình tình yêu là 3 vị trí mình sắp đặt lên hàng đầu: gia đình, bạn bè, sau đó mới người yêu. Quan điểm của mình là bạn bè là trước, sau đó thì mình, nếu bạn bè phát triển hơn thì mình tiến sâu theo người yêu hơn. Còn nếu người yêu lúc đầu mà không được hiệu quả gì cũng như bạn, là có thể là bạn là người thứ 6, mình có thể mình đá bạn là người thứ 6, có thể là mình là người thứ 8 của bạn. Anh nổi da gà hết trơn anh Linh, anh nổi như dựng lông. Quê bạn ở đâu? Quê ở Tiền Giang. Nhà bạn có bao nhiêu anh chị em? 2 người. Bạn là con thứ mấy? Con cả. Bạn có thích nấu ăn không? Không. Bạn có, nếu mà sau này mà bạn có bạn trai về, có người yêu, có chồng về, bạn có nấu đồ ăn cho chồng ăn không? Sẽ cố gắng, nhưng mà ăn được hay không là do người đó. Rất là thẳng rồi, tới bạn hỏi, bạn hỏi hoài vậy. Ok, cảm ơn. Bạn nghĩ sao về việc mình có nhiều người bạn thân là bạn trai? Bình thường. Bạn nghĩ công việc của bạn có bận rộn không để thể lo cho mình? Bận rộn hay không là do mình, chứ không phải do công việc. Hết giờ. Cho thêm 30 phút nữa. Cho thêm 1 phút nữa. Hết giờ. Cho thêm phút nữa, cặp này hấp dẫn quá. Anh kỳ quá. Thêm phút. Nhanh. Bắt đầu. Bạn có phải là một người cổ hủ gia trưởng? Bạn nghĩ bạn ngồi với mình thì mình thích cổ hủ hay không? Nếu mà làm cho công việc ngành tài chính thì chắc là cũng không cổ hủ lắm. Nhưng mà bà cảm nhận thế nào về bạn này? Bạn này đẹp trai. Cũng được. Cũng được là cũng có thể đá. Thôi thôi, không nói nữa. Thôi nó hết giờ rồi, anh càng mà để nói thời gian lâu rồi, nói một hồi thì em xỉu luôn. Rồi, bây giờ các bạn sẽ có 3 khác biệt. Nhấn nút. Bị. 3 2 1 1 Dạ, nếu mà em thấy có cái gì có nguy cơ là em đã trước. Đó, thấy chưa, biết mà. Lý do tại sao bạn lại nhấn nút? Em muốn là xem thử là mình bị đá trước hay là bạn bị đá trước. Và em muốn thử là kinh nghiệm 5 lần hôn bạn gái thì lần thứ 6 thì đáp ứng được môi công của bạn chưa? Bạn gái. Em nói nhỏ nha. Em lát nữa chị xin số điện thoại của em. Rồi em hôn xong rồi cảm giác sao em báo cho chị biết nha. Để chị coi cái môi công nó làm sao. Không, em chưa hôn ai môi công hết trơn á. Anh nói ví dụ giờ đố hai bạn dám hôn nhau không? Nếu bạn nữ không ngại thì ngại gì nam không thử. Bạn dám ôm hôn đại không? Đức đại mà làm đại luôn. Không. Trời, không.
một cái từ không là không không còn nói năng gì nữa cả. Những cái cặp mà đến đây để hẹn hò thì tôi bao giờ cũng mong muốn các bạn đến với nhau, nhưng cặp này thì có lẽ là tôi nghĩ ngược lại, nhưng cuối cùng cái kết quả tôi nghĩ không mong muốn là các bạn lại muốn càng hẹn hò với nhau. Cặp này chắc chắn sóc gặp sóc sẽ tóc nóc. Và bây giờ thay mặt chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò sẽ tặng hai bạn vé đi xem phim, và hy vọng rằng là khi hai bạn ngồi xem phim thì có gặp phim còn nguyên. Mời hai bạn cùng nhau xem phim. Nhớ có gì điện thoại liên lạc thông tin cho chị biết nha em. Coi là ai đá ai rồi sao gì đó cho chị hay nha. Rồi, cảm ơn hai em rất là nhiều. Anh nói thiệt với em, anh bây giờ anh cũng đang sững sờ đó. Em có tin rằng họ đi vào rạp xem phim không ha? Họ đánh nhau ngoài kia. Kính thưa quý vị, trong tình yêu thì khó có thể nói được nó muôn màu muôn vẻ. Yeah. Đôi khi rất là dịu dàng, lãng mạn, đôi khi cũng rất là sốc. Và biết đâu được, có đôi khi những người hay cãi nhau, mà lấy nhau đó, yêu nhau, sống với nhau trọn đời, trọn đúng kiếp, là như đúng vậy. Rồi, chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò luôn luôn có những giây phút như vậy, quý vị. Luôn luôn có những cuộc trải nghiệm hết sức là bất ngờ và đôi khi cũng rất là sốc. Chương trình được phát sóng vào lúc 15:20 chủ nhật hàng tuần trên HTV7 đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Và bây giờ Quyền Linh và Cát Tường xin chào tạm biệt tất cả các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần sau.